chương 1351 ý chí. Hỏa thụ ngân hoa ổn định lên không, thẳng hướng tầng mây mà đi. Dọc phi hành mới là hỏa thụ ngân hoa am hiểu phi hành tư thế, so với ngang phi hành, phương diện tốc độ nhanh hơn không ít. Hỏa thụ ngân hoa như tên lửa lên không, cùng ở tại thân cây bên trên nhóm sinh vật cách không tương vọng. May mắn chính là, hỏa thụ ngân hoa lên không lúc cũng không có dẫn tới những sinh vật này tập kích. Đương nhiên, cũng là bởi vì hỏa thụ ngân hoa cách thân cây xa xôi, không có mạo phạm đến đám kia sinh vật lĩnh vực quan niệm cũng liền để bọn chúng không có công kích lý do. Nhưng là, cho dù đám sinh vật này không có tính thực chất uy hiếp bờ cử động, chỉ bằng vào thị giác, cũng cho la nhất người đi đường uy hiếp bờ không nhỏ cảm giác. Nếu không mượn nhờ ngoại lực, nhân loại căn bản không có leo lên thế giới thụ khả năng. La kháng lấy ven đường chỗ qua, từng cái sinh mệnh lực mạnh đến bạo tạc sinh vật. Thế giới thụ phía trên, quả thật có sáng tỏ đẳng cấp quy hoạch. Sinh mệnh lực càng mạnh sinh vật, liền có thể chiếm cứ càng cao vị trí, điều này không khỏi làm người liên tưởng đến Heaven's Arena. Thế giới thủ chính là phóng đại hóa vô số lần Heaven's Arena, loại thuyết pháp này tuyệt không khoa trương. Khi chiếm cứ thế giới thụ hạ tầng địa bàn sinh vật, vô luận thể tích vẫn là sinh mệnh lực trình độ, cũng đã là nhân loại khó mà chống lại trình độ. Đây vẫn chỉ là thế giới thụ hạ tầng, mà thế giới thụ trung đoạn càng là một chút nhân vật hung ác, như vậy, cao hơn trên tầng mây đâu. Bất kể như thế nào, đều phải tận mắt xem xét. Tầng mây cách mặt đất có gần 10 km cao độ, vần quanh tại thân cây chung quanh, phản phất một đạo khó mà vượt qua giới tuyến hỏa thụ ngân hoa lên không tốc độ rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian liền đến đến dưới tầng mây phương. Cẩn thận lý do, cũng không có một mạch vào trong tầng mây, mà là trước dừng lại quan sát tình huống. Ngang cách xa nhau 200 m xa, chính là thế giới thụ thân cây, mà kia cách tầng mây rất gần thân cây khu vực, lại là hiếm thấy trống đi một cái chỗ ngồi, nó cao độ hẳn là vượt qua 500 m Từ dưới đáy tới chỗ này, một đi ngang qua đến, thân cây bên trên khu vực gần như bị các loại sinh vật cường đại chiếm được tràn đầy, liền xem như địa bàn cùng địa bàn ở giữa đường ranh giới, tối đa cũng liền độ cao mấy chục mét. Nhưng nơi này, lại trống đi vượt qua 500 mét cao độ khu vực, ngược lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phản phất khu vực kia là người sống chớ nhập tử địa. Mà cách kia ghế trống vị gần đây, là một đầu sinh ra mặt ngựa, trên trán mọc ra hình thoi gai nhọn quái dị sinh vật. Nó phần lưng sinh ra một đôi màn da cánh, thân thể cùng thằng lằn không thể nghi ngờ, tứ chi lợi trảo không chút kiên kỵ cắm vào thân cây bên trong. Hỏa thụ ngân hoa cách tầng mây rất gần, có thể song song cách không tương vọng, cũng chính là cái này mặt ngựa thằng lằn thân quái vật. Bên trong điều khiển bên trong, đám người thông qua màn hình đánh giá con quái vật này, ánh mắt tảo động, cuối cùng dừng lại tại mặt ngựa thằng lằn quái vật kia cắm vào thân cây bên trong lợi trảo. Nó tại. Hấp thu thế giới thụ sinh mệnh lực. Tự như là. Tại hai mắt tụ tập khí, có thể nhìn thấy con kia mặt ngựa thằng lằn đâm vào thân cây lợi trảo chỗ, ngay tại chảy ra một cổ niệm lực, sau đó thuận mặt ngựa thằng lằn quái vật chi dưới, hướng về thân thể chảy xuôi. Một đường mà đến, nhìn thấy qua nhiều như vậy chiếm cứ tại thế giới thụ thân cây bên trên sinh vật, cũng đại khái rõ ràng những sinh vật này đợi tại thân cây bên trên mục đích, đơn giản chính là hấp thu đến từ thế giới thụ sinh mệnh lực. Loại này chim ăn thịt cùng cung cấp nuôi dưỡng quan hệ, chính như ông mật hái hoa mật đồng dạng, ông mật hái phải vui sướng, mà đóa hoa không làm phản kháng, chính như bây giờ mặt ngựa thằng lằn cùng thế giới thụ. Chỉ có điều, là bọn hắn trước đó nhìn thấy sinh vật, đều là dẹp an tĩnh dựa vào thân cây bên trên phương pháp đến hấp thu thế giới thụ sinh mệnh lực, không giống trước mắt con ngựa này mặt thằng lằn, dùng như thế thô bạo thủ đoạn đến hấp thu thế giới thụ sinh mệnh lực. Mặt ngựa thằng làng đông đưa một chút đầu, lạnh lùng nhìn xem cách xa nhau 200 mét xa hỏa thụ ngân hoa. Loại này khoảng cách, nó chỉ cần vỗ một cái cánh, liền có thể bổ nhào vào hỏa thụ ngân hoa trên thân. Nhưng là, nó trước mắt không có ăn uống gì nhu cầu, mà hỏa thụ ngân hoa nhìn qua hiển nhiên cũng không ăn ngon, cho nên nó không nguyện y rời đi thân cây, lãng phí hấp thu thế giới thụ quy giá thời gian. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng nó dùng một loại cảnh cáo ánh mắt nhìn chầm chầm hỏa thụ ngân hoa trong ánh mắt tràn đầy lệ y, có thế thiếu mệt tính công kích, liền lực uy hiếp bờ mà nói, giảm bớt đi nhiều. Gia hỏa này đang cảnh cáo chúng ta, nếu không, lại lui xa một chút. Tôn ba đối nguy hiểm quá mẫn cảm, tương ứng, rất khó đỡ lại loại này cảnh cáo tính chất ánh mắt. Cho dù hắn biết đối phương không có công kích y đồ, cũng sẽ vô ý thức đi phóng đại sở cảm ứng đến nguy hiểm. Hồng ảnh, kéo xa một chút. La cũng cảm thấy cần thiết lui xa một chút. Hồng ảnh khẽ gật đầu, thao túng hỏa thụ ngân hoa lui lại nơi này đã coi như là vạn mét không trung, mà có thế ở chỗ này đại đa số sinh vật đều có năng lực phi hành, đối hỏa thụ ngân hoa mà nói, có vi hipper rất lớn tính. Nhưng cũng có thể là những sinh vật này càng quan tâm thế giới thụ sinh mệnh lực, cho nên hỏa thụ ngân hoa một đường lên không, tự như là mở một đường đèn xanh đồng dạng, đường tắt mà qua nhóm sinh vật mặc dù đều có ném đến nguy hiểm ánh mắt, nhưng đều là không có bước kế tiếp tính thực chất cử động. Bao quát trước mắt con ngựa này mặt thằng lằn, cũng là không có đánh tới dê xê vọng, đang chuyên tâm hấp thu thế giới thụ sinh mệnh lực. Liên tưởng đến nham địa bên trên những cái kia không để y nguy hiểm tính mạng phóng tới thế giới thụ sinh vật, cùng cô nhắc qua mật đường thuyết pháp, nghĩ đến, thế giới thụ sinh mệnh lực đối với lục địa tối sinh vật có trí mạng lực hấp dẫn. Cũng không biết, thế giới thụ sinh mệnh lực đối với nhân loại mà nói có hay không chỗ tốt. Hồng ảnh nhìn thoáng qua ngay tại trầm mặt quan sát đến mặt ngựa thằng làng la, suy nghĩ trong lòng, chính là hy vọng la nhanh một chút làm ra quyết định. Ngay từ đầu, Hồng ảnh cảm thấy thế giới thụ cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiến vào khu vực, mà lúc trước điền cùng truy kích hỏa thụ ngân hoa cửu đầu điểu càng thêm xác minh cái này phán đoán nếu như có thể hồng ảnh căn bản không nguyện y lại tới đây nhưng lấy hắc miêu biến thành tự do cá thể làm cơ hội hồng ảnh đâu còn quản cái gì phong hiểm lòng tràn đầy suy nghĩ liền là mau chóng xong việc cốt mang theo hắc miêu rời đi đi lớn mạnh chủng tộc lúc này là tại suy xét một sự kiện dưới tầng mây thân cây tổng cộng có ước chừng 500 trăm mét cao độ trống rỗng khu như vậy có để hỏa thụ ngân hoa đi qua ngừng chân khả năng sao đang lúc hỏa thụ ngân hoa lơ lửng tại dưới tầng mây phương lúc, ở vào trên tầng mây phương, hồng quang lưu động thế giới thụ tán cây phía trên, bành bái niệm lực thuận thân cành lá cây, rút xuống tiếng kia một đôi quân lâm tại trên tán cây phương to lớn trong ánh mắt. Lúc này, kia hư huyễn bất định con mắt ngay tại nhìn xuống phía dưới, nhìn không thấu ánh mắt phản phất có thế xuyên thấu qua tán cây, tầng mây, rất nhiều sinh vật thân thể, rơi vào dưới tầng mây phương hỏa thụ ngân hoa trên thân. Hô! Một tia gợn sóng, tại mắt châu tử bên trên hiện ra. Cùng lúc đó, một cổ y chí thuận thân cây mà rơi, đi vào mặt ngựa thằng làng chỗ chiếm cứ thân cây vị trí, sau đó dung nhập sinh mệnh lực bên trong, bị mặt ngựa thằng làng dùng tứ chi bên trên lợi trảo hấp thu hết. Im hơi lặng tiếng ở giữa, mặt ngựa thằng làng nhìn về phía hỏa thụ ngân hoa ánh mắt nhiễm lên sát y. Cảnh cáo y vị, nháy mắt biến thành công kích y vị. Chương 1352, xông lên tầng mây. Không nên sinh ra công kích dây xê vọng, cứ như vậy tù binh mặt ngựa thằng làng y chí. Loại sửa đổi này, giống như gió xuân nhẹ lướt qua bên tai, giữa bất tri bất giác khiêu động mặt ngựa thằng làng tâm tư lại để nó không có ý thức được không thích hợp khi là đến từ hư ảo con mắt y chí cũng không phải là mệnh lệnh cũng không phải xúi dục mà là im hơi lặng tiếng ở giữa đồng hóa thuận theo lấy cái này từ sinh mệnh lực chui vào trong cơ thể y chí đồng hóa mặt ngựa thằng làng bỗng nhiên động khi tráng kiện hình trụ tròn chân bỗng nhiên phồng lên một vòng cứng rắn chất hóa da bên trên nổi lên giận sông gân xanh chảy xuôi tốc độ cực nhanh niệm lực còn quấn chân bàn ra từng đạo luồng khí xoáy suy bành mặt ngựa thằng làng tích xúc xong khí lực về sau trước rút ra sen vào thân cây bên trong tứ chi chợt hung hăng đạp ở trên cành cây nương theo lấy ầm ầm nổ vang âm thanh nó cái kia khổng lồ thân thể mượn nhờ phản xung lực lượng từ trên cành cây rời đi lăng không nhào về phía xa vài trăm thước hỏa thụ ngân hoa mà bị nó thô bạo đối đãi thế giới thụ thân cây lại lù lù bất động từ cảnh cáo đến công kích chuyển biến phải cực kỳ đột ngột may mắn hỏa thụ ngân hoa có sớm kéo dài khoảng cách lúc này nhìn xem lăng không đánh tới mặt ngựa thằng lằn còn có đầy đủ phản ứng không gian Ngụy Trang à. Hồng Ảnh ánh mắt ngưng lại, chỉ đem mặt ngựa thằng làng kia đột một chuyển biến xem như Ngụy Trang thủ đoạn, sau đó cấp tốc hạ đạt dập tắt nguồn năng lượng lực đẩy chỉ lệnh. So với trong lúc vội vã tăng tốc lên không, dập tắt động lực nguyên để hỏa thụ ngân hoa gấp rơi, là hưởng ứng tốc độ càng nhanh tránh né phương thức. Không có dưới đáy lực đẩy, hỏa thụ ngân hoa gấp rơi mà rơi, để mặt ngựa thằng làng vô hụt. Luận thể tích, mặt ngựa thằng làng là hỏa thụ ngân hoa gấp 6 lần trở lên, kia chính diện nhào tới tình thế, tựa như mèo nhào chuột, để người rất cảm thấy áp lực hiểm lại càng hiểm né tránh lần này tấn công hồng ảnh lập tức một lần nữa nhóm lửa hỏa thụ ngân hoa dưới đáy hỏa diễm phun ra năng lượng hắn nhưng không có quên mặt ngựa thằng lằng phần lưng bên trên màn da cánh theo năng lượng va chạm ở giữa phát ra tê minh thanh hỏa thụ ngân hoa dưới đáy lại lần nữa phun ra tăng cao lưỡi trạng năng lượng ngừng lại hỏa thụ ngân hoa hạ xuống tình thế mà đúng lúc này mảng lớn bóng tối bao phủ tới đem hỏa thụ ngân hoa bọc vào ngẩng đầu nhìn lên lại là mặt ngựa thằng lằng mở ra che khuất bầu trời màn da cánh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngừng lại hạ xuống chi thế hỏa thụ ngân hoa. Trống. Từ trên cao nhìn xuống mặt ngựa thằng lằn há mồm cùng hống một tiếng, chợt vỗ cánh, thúc đẩy lượng lớn niệm lực theo cánh đập động mà phun ra ngoài, hóa thành hai đạo to lớn luồng khí xoáy, trong nháy mắt đi vào hỏa thụ ngân hoa bên cạnh thân. Hai đạo rót vào niệm lực khí lưu hình thành tuần hoàng, đem hỏa thụ ngân hoa đè ép ở trong đó, không thể động đậy. Khí lưu đè ép để hỏa thụ ngân hoa cân bằng hệ thống mất linh, toàn bộ bên trong điều khiển tựa như là máy bay gặp loạn lưu, kịch liệt lung lay thân ở trong phòng mọi người vẽ mặt nghiêm túc nhìn xem ác bách mà đến mặt ngựa thằng lằn xuyên thấu qua hồng tinh màn hình siêu cao thanh thời gian thực tiếp sống liền mặt ngựa thằng lằn bộ mặt bên trên bú thịt u cục đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng rõ ràng hình tượng chuyển hóa mà thành tính thực chất cảm giác ác bách dù cho thân ở hỏa thụ ngân hoa nội bộ cũng như tự mình đối mặt mặt ngựa thằng lằn đồng dạng quái vật này la nhìn chầm chầm trong màn hình mặt ngựa thằng lằn ánh mắt lấp lóe không yên khi lợi dụng hệ phóng xạ đặc tính chế tạo mà thành trói buộc thủ đoạn để hắn không khỏi nghĩ đến geno niệm năng lực cũng không biết con ngựa này mặc thằng làng ma thú là có tính nhắm vào đi huấn luyện kỹ xảo vẫn là theo bản năng sử dụng ra tới thủ đoạn nếu như là cái trước không khỏi quá mức khủng bố bên trên bầu trời mặt ngựa thằng làng nhìn thấy hỏa thụ ngân hoa thành công bị trói buộc cực đại thú đồng bên trong hiện lên nghiêm nghị sát y chính là mở ra miệng lớn như thiên thạch phóng tới không thể động đậy hỏa thụ ngân hoa cái này một hơi nếu là cắn thực đủ để cho hỏa thụ ngân hoa tại trong chớp mắt ít đi hai phần ba thể tích Ui uy uy Công ba nhìn xem mặt ngựa thằng lằn chỗ mở ra miệng to như chậu máu, thân thể không khỏi run rẩy mấy lần. Trái lại những người khác, sắc mặt cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, lấy nhân loại cá thể thực lực, liền nhét kẻ răng cũng không đủ tư cách, cũng chỉ có mượn nhờ viễn cổ nhân loại để lại xuống tới cỡ lớn khí cụ, mới có một điểm sức chống cự. Thân lâm kỳ cảnh lúc, bọn hắn mơ hồ minh bạch viễn cổ nhân loại sáng tạo cỡ lớn khí cụ dự tính ban đầu. Đúng vậy, cho dù viễn cổ nhân loại có thể đem sức tưởng tượng bùng nổ hóa thành thực chất lực lượng, tại đối mặt những quái vật khổng lồ này lúc, cũng vô pháp thay đổi tự thân nhỏ bé tình cảnh. Giờ này khắc này, dù là chính là la, cũng vô pháp vì hỏa thụ ngân hoa cung cấp viện trợ, chỉ có thể mong đợi lấy hồng ảnh cùng hỏa thụ ngân hoa có thể kịp thời thoát khỏi trói buộc, miễn cho trở thành mặt ngựa thằng lằn trong miệng chi bữa ăn. Tại nguy hiểm như thế tình trạng dưới, có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo người, chỉ ở số ít, liền thủ vệ nhất tộc trung kiên chiến lực cũng chỉ có thể rung lẩy bẩy. Đau làm đội ngũ sau cùng màn ngăn, lại ra ngoài y định tỉnh táo cái kia từng tại giao đấu kiến chimera hộ vệ lúc bởi vì sợ hãi mà mất đi chiến y nam nhân bây giờ đã rất là khác biệt trước đó không lâu mới bệnh nặng mới khỏi hắn không sợ tại khả năng lại lần nữa giáng lâm phản vệ hiện tượng tại hai tay ở giữa lặng yên hội tụ mở ra bốn chiều chung cư cần thiết niệm lực một khi tình huống không đúng hắn sẽ không chút do dự thiết trí chung cư cửa ra vào để các đội hữu trốn bốn chiều trong căn hộ về phần về sau nên như thế nào trở về mặt đất cũng không phải là bây giờ có thể suy tính được đến sự tình đối mặt với mặt ngựa thằng làng nhào tới miệng to như chậu máu hồng ảnh tỉnh táo điều hành lấy hỏa thụ ngân hoa hệ thống động lực trước đó bị cửu đầu điểu truy kích trải qua cho hắn không ít kinh nghiệm lợi dụng bạo tạc hồng ảnh nhịn đau hạ đạt một cái sẽ tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng chỉ lệnh bỗng nhiên ở giữa hỏa thụ ngân hoa thân cây bên trên dung nham mạch lạc tỏa ra lóa mắt hồng quang từng khỏa huỳnh quang châu tử từ mạch lạc bên trong ép ra ngoài chợt dẫn phát dày đặc bạo tạc hiện tượng tuần hoàn khí lưu lập tức bị bạo tạc nhiễu loạn mà hỏa thụ ngân hoa thoát khỏi trói buộc từ bạo tạc chỗ sinh ra trong bụi mù tật vọt mà ra. Ngay vào lúc này, mặt ngựa thằng lằn ầm vang mà rơi, lần nữa nhào vào không trung, đồng thời một cái thân vị hạ xuống liền đem yên trần đánh tan. Ý thức được công kích thất bại, mặt ngựa thằng lằn trong lòng phẫn nộ, hai bên chống ra màn da cánh bỗng nhiên hướng phía dưới đập động mấy cái, ngừng lại hướng phía dưới vội xông chi thế, chật vật điều chỉnh tư thế. Liền cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian. Hỏa thụ ngân hoa cũng đã mượn nhờ dưới đáy cường đại lực đẩy, bay thẳng tầng mây mà đi. Mặt ngựa thằng lằn ngửa đầu, nhìn thấy hỏa thụ ngân hoa thế mà nghĩ xông vào tầng mây bên trong, trong y thức hiện lên từ bỏ truy kích suy nghĩ, nhưng lại tại trong chớp mắt bị xóa đi, phản phất chưa từng tồn tại từ bỏ suy nghĩ. Hô! Thú mắt nhiễm lên một tầng huyết sắc, mặt ngựa thằng lằn quên mất sợ hãi, vỗ cánh mà bay, truy hướng hỏa thụ ngân hoa. Có điều, luận lên cao tốc độ, vẫn là hỏa thụ ngân hoa chiếm hết ưu thế. Chỉ hơi một lát, liền đem mặt ngựa thằng lằn để qua sau lưng, trước một bước chui vào trắng xóa tầng mây bên trong. Bên trong điều khiển bên trong, đám người ngừng thở nhìn màn ảnh bên trong lướt gấp mà qua mây trắng, có lẽ là bởi vì áp lực tâm ly, tại kia tiếp tục không ngừng màu trắng tầm mắt bên trong, mơ hồ nhìn thấy tấp nập lóe lên bóng đen. Lo nghĩ vừa sinh, hỏa thụ ngân hoa liền xông ra tầng mây. Trước hết nhất xâm nhập tầm mắt lại không phải chói mắt ánh nắng, mà là vào đầu chụp xuống bóng tối. Hồng ảnh thao túng hỏa thụ ngân hoa cưỡng ép lơ lửng xuống tới, khi nhìn rõ hoàn cảnh trước đó, kiên kỵ nhất mạnh mẽ đâm tới. Là tán cây. Đám người mở to con mắt, nhìn thấy tạo thành bóng tối căn nguyên to lớn tán cây thật lâu không nói sau một lát mặt ngựa thằng làng cũng từ tầng mây bên trong vọt ra phản phất từ trong biển phá sóng mà ra lực chú y của chúng nhân bỗng nhiên bị mặt ngựa thằng làng dẫn qua ánh mắt mới hướng mặt ngựa thằng làng nhìn lại trong mắt lập tức toát ra kinh dị tia sáng chỉ thấy một đầu to lớn đầu lưỡi từ thế giới thụ vị trí cuốn tới như xét đánh cuốn chặt lấy mặt ngựa thằng làng thân thể mặt ngựa thằng làng đột bị tập kích kích vô ý thức giải dụa quỷ dị chính là khi giải dụa động tác vừa mới bắt đầu, liền lại nháy mắt tỉnh lại. Chương 1353, khó giải. Mặt ngựa thằng lằn thể tích, là hỏa thụ ngân hoa gấp 6 lần trở lên, mà nhân loại bình thường thể tích, cũng chỉ chính là hỏa thụ ngân hoa bên trên một chiếc lá. Nhưng chính là thể tích khổng lồ như vậy mặt ngựa thằng lằn, lại bị một đầu vọt tới đầu lưỡi quấn chặt lấy, đồng thời đang dãy dụa một lát sau, liền như là thi thể cũng không nhúc nhích. Từ dãy dụa đến đứng im, là 3 giây, vẫn là 2 giây. Khả năng liền một giây đều không có, mặt ngựa thằng lằn cứ như vậy quỷ dị đình chỉ giải dụ, nhưng nó thân thể nhưng không có rơi hướng tầng mây, mà là bị kia xanh nhạt sắc lưỡi dài mạnh mẽ chống tại không trung, có thể thấy được đầu kia thân mềm đầu lưỡi lực lượng cường hãn đến mức nào. Nhìn xem bất thình lình một màn, bao quát la tại bên trong, tất cả mọi người như lâm hầm băng. Đối với bọn hắn mà nói, mặt ngựa thằng lằn ở vào vạn nét cao độ thân cây, thực lực tổng hợp khẳng định hơn xa tại cửu đầu điểu, tuyệt đối là hỏa thụ ngân hoa không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng là, ở trên tầng mây cái nào đó sinh vật, chỉ là duỗi ra một đầu đầu lưỡi, liền để mặt ngựa thằng lằn mất đi sức phản kháng, mà lại chỉ dựa vào đầu lưỡi lực lượng, liền có thể ngăn chặn thể tích khổng lồ như vậy mặt ngựa thằng lằn. Phải biết, đầu lưỡi xem như sinh vật thân thể cấu tạo bên trong tương đối nhu nhược bộ vị một trong, mà cái này sinh vật đầu lưỡi lại có được mạnh như thế lực lượng, khó có thể tưởng tượng đầu lưỡi bên ngoài tứ chi lại có như thế nào lực lượng cường đại. Bên trong điều khiển bên trong, đám người thân thể trở nên cứng, giống như lơ lửng ở trên không trung cũng không nhúc nhích hỏa thụ ngân hoa ánh mắt thuận cuốn lấy mặt ngựa thằng lằn đầu lưỡi, hướng về phía trước khoảng lại, rơi vào xuyên ra tầng mây thân cây bên trên nơi nào đó, cũng tiến tới thấy rõ đầu lưỡi chủ nhân. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là kia lè lưỡi miệng to như chậu máu, trên dưới hàm chỗ che kín nhọn rừng tung hoành răng nhọn, thậm chí tại thông hướng cổ họng khoang miệng bộ vị bên trên, cũng mọc đầy gai nhọn trạng bú thịt vật, lít nha lít nhít, khiến người thân thể rất trung Chỉ là mở ra miệng, liền chiếm cứ toàn cái đầu lâu 1/2 mà đổi thành bên ngoài còn lại bộ mặt diện tích thì bị một đôi mắt chiếm cứ hơn phân nữa trong ánh mắt ánh mắt nghiêm trọng bên ngoài đột bất quy tắc giải dụa cùng tắc kè hoa con mắt không khác nếu như chỉ nhìn đầu lưỡi cùng con mắt không hề nghi ngờ chính là tắc kè hoa vẽ ngoài đặc thù nhưng là con sinh vật này cũng không phải là tắc kè hoa mà là một đầu cự mãn tại nó kia quay quanh ở thân cây thân rắn phía trên có thể thấy được thu nạp lên cánh đặc thù tắc kè hoa đầu cự mãn thân thể kết hợp thành đầu này có thể chớp nhoáng giết cơ hờ kết mặt ngựa thằng lằn quái vật mà nó đánh giết con mồi sử dụng thủ đoạn lại là đầu lưỡi đồng thời có thể là một đầu ẩn chứa hệ thần kinh độc tố đầu lưỡi. Hơn nữa, còn là hiệu quả mạnh đến bạo tạc độc tính. Điểm này, từ mặt ngựa thằng lằn dãy dụa thời gian cũng có thể thấy được tới. Bạch. Cuốn lấy mặt ngựa thằng lằn đầu lưỡi đình trệ một lát, chính là thu trở về co lại. Từ chiều dài đến xem, nhìn ra có 300 mét bao dài, cho nên tại rút về quá trình bên trong, hình thành cực kỳ xung kích tính thị giác giác quan. Cự mãn đầu lưỡi rút về tốc độ rất nhanh, không đến một lát, liền đem đứng im bất động mặt ngựa thằng lằn kéo xuống trước miệng, sau đó, tấm kia mở miệng bỗng nhiên khép lại. Răng rắc. Mặt ngựa thằng lằn thân thể lập tức sắc bén răng cắn thành hai nửa. Nửa người trên theo đầu lưỡi cùng một chỗ bị đưa vào trong mồm, nửa người dưới thì mang theo đầy trời huyết vũ rơi hướng tầng mây. Cự mãn khoang miệng làm ra nhanh chóng nhấm nút động tác, dùng cái này đồng thời, chiếm cứ ở phía dưới đuôi rắn như thiểm điện thoát ra, tinh chuẩn cuốn lấy rơi xuống dưới mặt ngựa thằng lằn nửa người dưới, vững vàng dừng ở không trung, mặc cho máu tươi thỏa thích hướng phía dưới chảy xuống bên trong điều khiển bên trong đám người im ắng nhìn xem cái này thì giác tính bạo tạc ăn một màn đến mức từ sông ra tầng mây đến bây giờ bọn hắn cũng chỉ là liếc qua thế giới thụ tán cây từ sau lúc đó ánh mắt liền dừng lại tại mặt ngựa thằng lằn cùng tắc kè hoa cự mãn trên thân không cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần rung động hoặc là sợ hãi không ai nói rõ được hoặc là cả hai đều có hiện ra tại la bọn hắn trước mắt không đơn thuần là cái này đặc biệt vòng sinh thái tàn khốc chỗ cũng cho bọn hắn một loại nhân loại không cách nào đối kháng thiên nhiên nhỏ bé cảm giác bất lực. Bọn hắn tựa như là một con người kiến, may mắn ngồi vào lớn cỡ bàn tay mô hình trong máy bay, sau đó bay vào thế giới nhân loại bên trong, đang làm người loại cường đại sợ hãi tháng phục sau khi, lại đột nhiên nhìn thấy nhân loại bị một đầu cự ngạc hai ngụm nuốt vào đi. Khó giải. Cái này thông hướng vân tiêu phía trên thế giới thụ, thật là nhân loại chỉ có thể đứng xa nhìn địa phương, tùy tiện chạm đến, sẽ chỉ bị xem như một con mũi, sau đó bị thuận tay chụp cờ hờ, kết cũng đúng như Netero nói tới, quá khổng lồ. Một cái gần như không có hạn mức cao nhất hình dung từ. La nhịn xuống trong lòng rung động, chật vật dời ánh mắt, dịch ra ngay tại nuốt mặt ngựa thằng lằn cự mãn, ngược lại nhìn về phía trên cành cây những vị trí khác. Ánh mắt chậm rãi hướng lên, lướt qua từng đầu quái vật cấp bậc sinh vật. Nếu như nói, cửu đầu điểu là cấp B quái vật, này mặt ngựa thằng lằn chính là cấp A quái vật, bọn chúng là ở dưới tầng mây sinh vật. Mà trên tầng mây quái vật, lấy kia sinh ra tắc kè hoa đầu lâu cự mãn làm tiêu chuẩn, tất cả đều là cấp S, thậm chí có cấp S đi lên quái vật, cùng lục địa bá chủ một trong nham đảo cô là ngang hàng đẳng cấp. Y nào đó mà nói, nâng đỡ ở nhiều như vậy quái vật lại lù lù bất động thế giới thụ, chỉ sợ mới là tồn tại đáng sợ nhất. Ánh mắt lướt qua những cái này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cấp S quái vật, sau đó, lại một lần nữa nhìn thấy che đậy ánh nắng to lớn rậm rạp tán cây. Từ trước đến nay chỗ nào cũng có nguồn sáng, bị tán cây hoàng mỹ ngăn cách ở, ngược lại trên tầng mây ném rơi ra mảng lớn bóng tối ngay cả ánh sáng nguyên đều có thể hoàn mỹ ngăn cách, ánh mắt tự nhiên là không cách nào xuyên thấu qua cành lá, nhìn thấy tán cây phía trên tình hình. Có thể nhìn thấy, là tại không gió hoàn cảnh hạ đứng im bất động tán cây, không, nói đúng ra, là gió không cách nào rung chuyển tán cây, cho dù là một chiếc lá, cũng vô pháp dao động đến. Cùng đứng im bất động tán cây sinh ra mãnh liệt so sánh, thì là tại cành lá ở giữa xuyên qua không chỉ hồng quang khi tự hồ là trải qua sinh mệnh lực chỗ chất biến qua tia sáng, có được như là cầu vồng nhan sắc. Có chảy xuôi hồng quang, cũng có bất động hồng quang, phản phất từng đạo gác ở thân cành ở giữa cầu vòng cầu. Cỡ nào bàn bạc niệm lực. Nhìn xem kia tại tán cây ở giữa xen lẫn mà thành niệm lực dòng lũ, la rung động không nói, có một loại thân đưa vũ trụ, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé cảm giác. Nơi này chính là lục địa tối đỉnh điểm chỗ. Chỉ dựa vào nhân lực, nghĩ leo lên thế giới thụ không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Đương nhiên, nếu như không có những quái vật này tồn tại, có lẽ còn có một tuyến khả năng, nhưng nhất định phải mượn nhờ một chút bên ngoài công cụ, ví dụ như dưỡng tảo. Hồng ảnh, lại lui xa một chút. Chiếm cứ tại thân cây bên trên sinh vật khủng bố, để la lại một lần nữa thỏa hiệp. Hồng ảnh không nói gì thêm, chỉ là làm theo, thao túng hỏa thụ ngân hoa rời xa thế giới thụ. Khi một đầu lưỡi xử ly mặt ngựa thằng lằn cự mãn, chẳng qua là đông đảo quái vật bên trong một viên thôi, mỗi một cái đều không phải hỏa thụ ngân hoa có thể chống lại quái vật. Nếu như là đổi lại cùng loại phi hành tòa thành như thế viễn cổ cỡ lớn di vật, có lẽ còn có sức đánh một trận, chỉ tiết hỏa thụ ngân hoa cũng không phải là lấy binh khí làm thiết kế dự tính ban đầu, duy nhất đáng giá ca ngợi, khả năng chính là tính cơ động. Làm hỏa thụ ngân hoa rời khỏi vài trăm mét về sau, đám kia chiếm cứ tại thân cây bên trên bọn quái vật lại đột nhiên sao động bất an. Chương 1354, nhãn hiệu. Sao động tâm tình bất an, cũng không phải là thông qua tứ chi biểu hiện ra ngoài, mà là trải qua khí tràn phủ lên, khuếch tán đến hỏa thụ ngân hoa vị trí. Cho nên, cho dù không có chú ý tới đám kia quái vật khổng lồ động tác, cũng có thế từ khuếch tán tới trong khí tràn, rõ ràng cảm nhận được bọn chúng gắt gỏng cùng bất an. Đầu nguồn là cái gì, không có ai biết. Dưới mắt, vì đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, chỉ có thể trước rời xa thế giới thụ, để tránh bị chiếm cứ tại thân cây bên trên sinh vật công kích. Về phần leo lên thế giới thụ đỉnh, cũng phải rời đi trước tán cây bao trùm khu vực, khả năng lên không nhìn thấy trên tán cây tình huống. Coi như không phải trên y nghĩa đăng đỉnh, là cũng phải tận mắt thấy thế giới thụ tán cây. Hỏa thụ ngân hoa tại tán cây bóng tối hạ hướng về sau phi hành, dần dần rời xa thân cây, mà đám kia quái vật khổng lồ sao động cũng tại sao một lát dừng. Tại tất cả sinh vật đều không nhìn thấy tán cây phía trên, cặp kia cự nhãn hơi dốc xuống dưới, trầm mặt nhìn xem tại tán cây hạ phi hành hỏa thụ ngân hoa. Đoạn thời gian trước chỗ sinh ra bất an cảm xúc, bây giờ đã biến thành râu ri trầm mặt. Nhưng là, cự nhãn vẫn không hy vọng hỏa thụ ngân hoa tiếp cận nơi này, hoặc là quan trắc đến chính mình. Vừa rồi đầu kia mặt ngựa thằng lằn lại đột nhiên tập kích hỏa thụ ngân hoa, cũng là bởi vì cự nhãn đem công kích hỏa thụ ngân hoa y chí dung nhập sinh mệnh lực bên trong, để mặt ngựa thằng lằn hấp thu, cấu thành một loại thao tác hệ vận dụng thủ pháp. Chỉ có điều, loại này không giao phó sinh mệnh lực hình thể, cũng không tại sinh mệnh lực bên trong thiết trí quy tắc điều kiện thủ pháp, là rất khó phát huy luyện tập làm hệ ưu thế, cho nên cự nhãn nhiều lắm là chỉ có thể ảnh hưởng đến dưới tầng mây sinh vật, mà không cách nào ảnh hưởng đến trên tầng mây sinh vật. Cũng bởi vì dạng này, con kia có được tắc kè hoa đầu lâu cự mãn mới có thể đem mặt ngựa thằng lằn xem như con mồi, từ đó tập kích mặt ngựa thằng lằn, cũng phá hư con mắt kế hoạch. Bởi vì kế hoạch thất bại, cự nhãn rất tức tối, các cổng cảm xúc trải qua sinh mệnh lực truyền lại đến thế giới thụ quanh thân, cũng liền trực tiếp ảnh hưởng đến chiếm cứ tại thân cây bên trên sinh vật. Có điều, cự nhãn cảm xúc bước sóng thường thường đều rất ngắn, trước một giây khả năng còn đang tức giận, sau một giây liền khôi phục lại bình tĩnh, mà bởi vì kế hoạch thất bại chỗ sinh ra oán khí, cũng mới tiếp tục 5 6 giây thời gian mà thôi. Cự nhãn bình tĩnh lơ lửng tại tán cây phía trên, ánh mắt từ đầu đến cuối nhắm ngay hỏa thụ ngân hoa trong mắt quán khí biến mất về sau, thay vào đó chính là nghi hoặc. Con mắt của nó có thể nhìn thấy lục địa tối bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, lại duy chỉ có không nhìn thấy hỏa thụ ngân hoa nội bộ cái kia không biết tồn tại, la. Loại này không hiểu hiện tượng sẽ để cho nó nghi hoặc, lại không đủ để để nó bất an. Chân chính để nó không yên căn nguyên, ở chỗ la trên thân chỗ dán nhãn hiệu, một tấm đã công khai ghi giá, không dung sửa đổi nhãn hiệu. Khoảng cách gần như thế, vẫn là không nhìn thấy. Sống nhờ ở trên người hắn đồ vật, đến tục cùng là cái gì? Tự nhãn biên giới bày biện ra năng lượng tán loạn hiện tượng, giống như là ảo giác sẽ phải biến mất dáng vẻ, kia là y đồ thăm dò sau đại giới. Nó biết, nếu như thế giới chia làm trong ngoài hai tầng, như vậy, tầng ngoài là nó chỗ nhận biết thế giới, mà bên trong tầng, là nó không thể trưởng khống nguy hiểm thế giới. Chỉ là, nó không giây phút nào đều đang thu thập đến từ thế giới bốn phía sức tưởng tượng mảnh vỡ, cũng chính là y thức thể, bởi vậy có thể bắt ra một đầu tinh thần cầu nối, đi nhìn trộn trong tầng thế giới bên trong dấu vết để lại. Cá thể tồn tại, chính là một tấm công khai ghi giá qua nhãn hiệu, nhưng bây giờ nó, liền la tồn tại ở trên thế giới này tầng ngoài tin tức đều không thể trưởng khống, chớ nói chi là trong tầng thế giới bên trong tình huống. Nó chỉ mơ hồ cảm thấy, cùng tầng ngoài thế giới bên trong la đồng bộ mà đi trong tầng thế giới bên trong nhãn hiệu, là rất khủng bố tồn tại. Vì cái gì, không nhìn thấy. Thật sâu nghi hoặc che ở cự nhãn con ngươi phía trên. Tầm mắt của nó có thể xuyên thấu qua tán cây, nhìn thấy ngay tại phía dưới phi hành hỏa thụ ngân hoa, cũng có thể xuyên thấu qua hỏa thụ ngân hoa tầng ngoài, nhìn thấy bên trong điều khiển bên trong tình huống, lại duy chỉ có thấu chẳng qua kia bao phủ tại mục tiêu trên người nồng đậm bóng tối. Vô luận như thế nào cố gắng, vô luận khoảng cách có bao nhiêu gần, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy. Cũng chính là nói, coi như cái mục tiêu kia đi vào trước mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tan không ra bóng tối. Dù là có thể nhìn thấy, cự nhãn cũng không nguyện y bị một đám nhân loại quan trắc đến. Mắt thấy hỏa thụ ngân hoa sắp thoát khỏi tán cây bóng tối, từ đó lên không đi vào trên tán cây phương, cự nhãn lập tức như xuân tuyết tan rã, hóa thành phản phất dịch trạng sinh mệnh lực dung nhập từ tán cây bên trong vang dội mà ra thất thải hồng quang bên trong những cái kia hồng quang lấy như là màn hình cung trạng chờ hình thái tại liên tục biến hóa duy nhất không đổi là rực rỡ màu sắc nhan sắc từ xa nhìn lại cùng cực quan không khác nhưng càng làm cho người chú mục vẫn là kia ẩn chứa tại tia sáng bên trong vô tận sinh mệnh lực giống như là mê người mật đường có thể để cho lục địa tối mỗi một đầu ma thú điên cuồng nhưng tại ly tính trước mặt kia sinh mệnh lực lại là trí mạng độc dược cực kỳ nguy hiểm sau một hồi lâu hỏa thụ ngân hoa rốt cục trời đi tán cây chỗ ném rơi mà xuống bóng tối, sau đó lên không hướng lên. Rất nhanh, hỏa thụ ngân hoa liền vượt qua tán cây, đi vào thế giới thụ trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thế giới thụ kia như là bao la đại địa tán cây. Thông qua bên trong điều khiển màn hình, là chú ý tới trên tán cây như là cực quan tiếp tục tính vạn vẹo tia sáng, dù là thân ở hỏa thụ ngân hoa nội bộ, cũng có thể ngửi được trong vần hào quang ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh lực. Nguyên Lai tưởng rằng, nơi này sẽ có sinh mệnh định cư. La Kháng lấy không có vật gì tán cây, cảm thấy một chút tiếc nuối. Chẳng qua tỉ mỹ nghĩ lại, liền đám kia quái vật cũng không dám tiếp cận tán cây, lại có cái gì sinh mệnh năng định cư nơi này chỗ. Mà lại, so với sáng tỏ tán cây đỉnh chóp, cùng liếc mắt nhìn đỉnh thân cây, kia cành lá rậm rạp tán cây nội bộ, mới là sắc thái thần bí dày đặc nhất địa phương. Rất muốn cho hỏa thụ ngân hoa đáp xuống tán cây bên trong trên cành cây, nhưng loại chuyện này rất không thực tế, không nói trước kia trí mạng tính sinh mệnh lực, chiếm cứ tại thân cây bên trên quái vật, chính là không cách nào vượt qua nan quan nơi này chính là thế giới thụ ngọn cây đám người yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng cảm thái sau khi sinh ra hơi có vẻ phức tạp tâm tình nơi này cao độ cũng đã hơn hai vạn gạo là nhân loại khó mà ở lâu khu vực mà người ở chỗ này bên trong chỉ sợ chỉ hữu la khả năng thích ứng phía ngoài hoàn cảnh nếu như không phải hỏa thụ ngân hoa nghĩ đến nơi này quả thật chính là khó như lên trời kim đi vào la bên cạnh hỏi thất vọng la lắc đầu cũng không phải là thất vọng chỉ là quá trình cùng kết quả ở giữa sinh ra không nhỏ trên lệch. Thế giới thụ trên tán cây tràn ngập từ sinh mệnh lực biến thành cực quan, nhìn như nhẹ nhàng mà ổn định, kỳ thực hung hiểm không thôi. Phổ thông niệm năng lực giả một khi chạm đến cực quan, sợ rằng sẽ nháy mắt bị lôi kéo thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nếu quả thật sẽ thất vọng, đó chính là không cách nào đứng ở trên đỉnh cây nhìn một hồi phong cảnh đi. Có điều, so với tại trên đỉnh cây đặt chân, La càng muốn đi hơn tán cây nội bộ tìm tòi hư thực, nhưng nơi đó chỗ tràn ngập hồng quang cũng không so ngọn cây thiếu cuối cùng, nhân loại liền tiến vào nơi đây tư cách đều không có, nói thế nào thăm dò. Chương 1355, không làm được. Hỏa thụ ngân hoa lơ lửng tại thế giới thụ trên đỉnh cây không, từ đầu đến cuối không có hạ xuống dấu hiệu. Bình thường ma thú, nếu là nhìn thấy những cái kia hóa thành cực quan sinh mệnh lực, đã sớm hưng phấn đến tìm không thấy lưng, nhưng tại la nhất người đi đường trong mắt, lại là một đạo vượt không qua nơi hiểm yếu, khắp nơi đều là nguy hiểm trí mạng khí tức. Đông nếu là không có cùng loại hỏa thụ ngân hoa cỡ lớn khí cụ, căn bản đến không được nơi này đi. Xác suất rất lớn là như thế này. Nói đến, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, Sandika virus vừa vặn đánh ngã thế giới thụ dưới đáy quái vật, mà hỏa thụ ngân hoa đi lên thời điểm, cũng liền gặp được một đầu quái vật tập kích, mà lại, đầu kia quái vật còn bị đột nhiên xông tới cự mãn giải quyết. Ừm, liền đám kia quái vật, tùy tiện lao ra một con liền có thể để hỏa thụ ngân hoa chịu đựng không được, nếu tới bên trên một đống, cũng chỉ có thể chạy trối cơ hờ kết. Đám người thông qua màn hình thị giác, thưởng thức trên tầng mây trống không phong cảnh, đồng thời hồi tưởng đến chuyến này ngắn ngủi trèo lên cây hành trình, chỉ có thể cảm thấy vận khí không tệ. Một đường chứng kiến hết thảy, để bọn hắn biết, dùng leo cây phương pháp là đến không được ngọn cây, bởi vì dọc đường quái vật chính là vô tận cửa ải. Đi không vực, lại sẽ gặp phải không ít phi hành sinh vật, tùy tiện gặp gỡ một đầu đều là quá sức. Nhưng là, hỏa thủ ngân hoa một đường lên không mà đến, trên đường nhìn thấy sinh vật, cơ bản đều chiếm cứ tại thân cây bên trên yên tĩnh hấp thu sinh mệnh lực, không có chạy đến không trung khóc lóc om sòm, cũng liền để hỏa thụ ngân hoa thuận lợi thông qua. Đây là trong lúc vô tình lựa chọn thời cơ, cũng có thể nói là vận khí. Giả thiết thế giới thụ chung quanh không vực tất cả đều là la từng trong sách miêu tả qua lượng lớn phi hành vật, chỉ sợ còn không có tới gần thế giới thụ, liền sẽ bị phi hành sinh vật xem như người xâm nhập công kích. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị một đầu dưới tầng mây có thể xưng mạnh nhất mặt ngựa thằng làng tập kích, nhưng xông lên thượng vân tầng, liền có một đầu cự mãn chớp nhoáng giết cơ hờ, cách mặt ngựa thằng làng, cũng giúp bọn hắn giải vây. Nghĩ như vậy, vận khí thật là không sai nhưng coi như thuận lợi đi vào ngọn cây, cũng không có cách nào khoảng cách gần đi tiếp xúc thế giới thụ. Khi chậm chạp biến đổi các loại hình dạng hồng quang, đang dệt ra một đạo vượt qua chẳng qua tường thành, không chỉ có bảo vệ ngọn cây, cũng bảo vệ tán cây nội bộ. Từ thường, hạ không đi. Từ dưới, cũng tới không đi. Cho nên, tại lão bạch bọn hắn suy nghĩ bên trong, cũng sẽ không ở đây đợi quá lâu. Ta đi bên ngoài nhìn xem. La trầm mặt thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Cẩn thận một chút chi lo lắng nhìn xem hắn. La cười cười, ra hiệu không có việc gì. Đối với La quyết định, không có người phản đối. Bọn hắn hiểu rõ La, chỉ làm cho La nhiều chú ý an toàn. Kim thật muốn cùng đi, nhưng là sẽ trở thành La gánh vác, cũng liền coi như thôi. Dưới mắt, chỉ có thể mong đợi lấy La có thể mở ra một con đường để bọn hắn đạt được tiếp xúc thế giới thụ cơ hội. Trên đỉnh cây nhìn một cái không sót gì, không có sinh mệnh, cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ có niệm lực biến thành nguy hiểm hồng quang. Nhưng là bọn hắn có lý do đi tin tưởng vững chắc chân chính không biết tất nhiên là tại kia rậm rạp mà không thể xem tán cây nội bộ nhưng nếu như liền tại trên đỉnh cây đặt chân đều làm không được nói thế nào tiến vào tán cây nội bộ phải biết tại trên đỉnh cây xoay quanh nguy hiểm hồng quang chính là từ tán cây nội bộ phù thăng ra tới la hơi chuẩn bị dưới liền lợi dụng thượng đế chi thủ năng lực đi đường tắt đi vào hỏa thụ ngân hoa ngoại bộ dáng thân cây trượt xuống dưới ở lại ở trong đó một đầu rễ cây bên trên nơi này cách hỏa thụ ngân hoa dưới đáy năng lượng chỗ tháo nước rất gần nhiệt độ rất cao, chẳng qua La có lĩnh vực cùng dưỡng tảo hộ thân, không sợ tại nhiệt độ cao cùng không dưỡng hoàn cảnh. La đứng tại rễ cây phần đuôi, có chút cúi đầu, nhìn xem phản phất đưa tay liền có thể chạm đến nguy hiểm hồng quang. Chỉ có khoảng cách rút ngắn về sau, mới biết được cái này hồng quang so cảm giác ra tới kết quả còn nguy hiểm hơn. La không chút nghi ngờ, chỉ cần tay chạm đến hồng quang, khẳng định sẽ bị quấy thành vô số hạt, coi như hắn hiện tại cứng rắn rất cường đại, tại cái này đại quy mô hồng quang trước mặt, cũng như một hạt bụi hèn mọn. Nơi này, Đối ứng lục địa tối bên trên tàn khốc vô cùng môi trường tự nhiên. Mà la, đối ứng cá thể có khả năng đạt tới cực hạn. Dù vậy, cá thể cũng khó có thể chống lại thiên nhiên lực lượng. Làm không được. Thật sâu nhìn xem nhẹ nhàng vặn vẹo màn sáng, La thở dài một tiếng. Thân là nhân loại là có cực hạn, tuy rằng có thể nghĩ biện pháp vượt qua không trung hoàn cảnh, lại không cách nào chống lại hồng quang uy hiếper. La thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Cho tới nay, lĩnh vực như là tuyệt đối vòng phòng hộ giúp hắn vượt qua vô số nguy hiểm, nhưng là, lĩnh vực cũng không phải là vô địch năng lực. La cúi đầu nhìn xem ngọn cây, mà tán cây bên trong, từ sức tưởng tượng mảnh vỡ chỗ hội tụ mà thành y thức thể, cũng là trước đó lơ lửng tại thế giới thụ trên đỉnh cây cự nhãn, lúc này cũng đang nhìn La. Dù là khoảng cách đã gần như thế, cự nhãn nhìn thấy, vẫn là bao phủ tại La trên người nồng đậm bóng tối. Vẫn như cũ là không hiểu nghi hoặc. Khi bóng tối, lẽ ra là nhìn trộn trong tầng thế giới lúc mới có thể xuất hiện hiện tượng, nhưng nó thật sự xuất hiện tại tầng ngoài thế giới bên trong một nhân loại trên thân càng là không làm rõ được cự nhãn liền sinh ra một loại muốn xé rách nhãn hiệu mãnh liệt xúc động không đi qua hỏi mê chi hiện tượng sinh ra nguyên nhân không đi qua hỏi cùng la đồng bộ mà đi trong tầng thế giới bên trong vật gì đó khí tức chỉ cần đem la từ trên thế giới này xóa đi nghi ngờ căn nguyên liền sẽ không còn tồn tại cự nhãn bắt đầu sinh ra sát y vài giây sau thân là y thức hỗn hợp thể nó kia vừa bắt đầu sinh sát y lại không hiểu thấu biến mất thay vào đó là lòng hiếu kỳ mãnh liệt cái này lòng hiếu kỳ đối ứng cự nhãn thăm dò bản năng y đồ vỡ ra la trên người bóng tối tiến một bước đi thăm dò trong tầng thế giới bên trong đã từng xuất hiện khí tức nhưng mà y nghĩ này cũng không có đạt được áp dụng liền lần nữa lại bị đại biểu cho nghi ngờ y thức thể chỗ thay thế la kháng không đến cự nhãn tồn tại mà cự nhãn cũng không nhìn thấy la tồn tại bọn hắn cứ như vậy đối mắt nhìn nhau sau một lát la kết luận đặt chân thế giới thụ ngọn cây khả năng là không tuy có không cam lòng nhưng phải phục tùng hiện thực quay người trở lại hỏa thụ ngân hoa nội bộ. Bên trong điều khiển bên trong, đám người thông qua màn hình nhìn thấy la cử động, cũng đại khái đoán được kết quả. Rất nhanh, la trở lại bên trong điều khiển. Đi phải thông sao? Cứ việc đoán được kết quả, nhưng Kim Hoàng là hỏi một câu. La lắc đầu, ra hiệu không làm được. Kim thấy thế, lập tức có hơi thất vọng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai, thật vất vả lại tới đây, lại ngay cả một chiếc lá đều hái không đi sao? Lão Bạch dường như so Kim thất vọng, Đương nhiên, còn có càng thất vọng người, ví dụ như thức ăn chay chủ nghĩa người nít. Không cách nào tiếp xúc đến thế giới thụ, liền mang ý nghĩa không cách nào từ thế giới thụ trên thân cầm tới một chút thu hoạch. Có lẽ, có thể để hỏa thụ ngân hoa thử một lần. Đứng tại bên trong khống trên đài hồng ảnh đột nhiên nói. Điều kiện tiên quyết là, hỏa thụ ngân hoa rễ cây có thể chịu được sinh mệnh lực vi lực. Đáng giá thử một lần. La nhãn bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Hồng ảnh nhẹ gật đầu. Đột nhiên đề nghị, cũng cùng tư tâm có quan hệ nếu như rễ cây đầy đủ ra sức, không chỉ có thể chống đỡ sinh mệnh lực lực phá hoại, còn có thể từ đó hấp thu năng lượng. Thuận lợi, có thể lập tức đem năng lượng bổ đầy. Chính là bởi vì có khả năng này, Hồng Ảnh mới nguyện y mạo hiểm thử một lần. Coi như thất bại cũng không quan trọng, nhiều lắm là chính là tổn thất một đầu rễ cây thôi. Hồng Ảnh nguyện y cầm hỏa thụ ngân hoa mạo hiểm, La Há lại sẽ phản đối. Chương 1356, cây. Chỉ bằng vào nhân lực không cách nào thông qua kia hồng quang, Tại sau khi xác nhận, La trong đầu từng lướt qua hỏa thụ ngân hoa dáng vẻ. Đã người vô pháp thông qua, phải chăng có thể lên mặt hình di vật thử một lần. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, chợt bị La bác bỏ. Bởi vì, hỏa thụ ngân hoa cũng không phải là hắn vật riêng tư, chỉ là, hắn không nghĩ tới Hồng Ảnh sẽ chủ động cầm hỏa thụ ngân hoa mạo hiểm. Động cơ là cái gì? Hơn phân nữa là nguồn năng lượng đi. La Tâm bên trong nắm chắc, bất kể như thế nào, Hồng Ảnh làm quyết định là hắn rất được hoan nghênh. Nếu như có thể trừ nít, trong đội ngũ mỗi người đều muốn đi thế giới thụ tán cây nội bộ nhìn một chút. Hồng ảnh quyết định mạo hiểm, mà trong tộc thành viên lại kinh hãi không thôi, không nghĩ ra tộc trưởng vì sao muốn làm như thế. Nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn không có tư cách can thiệp tộc trưởng quyết định. Tại hồng ảnh điều khiển dưới, hỏa thụ ngân hoa ổn định hạ lạc, tốc độ cực kỳ chậm chạp, rất là cẩn thận. Dưới đáy phun ra năng lượng hội tụ thành lưỡi hình, tứ tán rễ cây hướng vào phía trong thu nạp, độc lưu một đầu rễ cây, cẩn thận từng ly từng tí mò về phiến trạng hồng quang. Rễ cây phần đuôi tụ tập từ hạch tâm nguồn năng lượng rút ra tới sinh mệnh lực, nghiêm mật bao trùm cây nhọn. Cứ như vậy, rễ cây phần đuôi nhẹ nhàng mò về hồng quang bên trong, không dậy nổi gợn sóng, không thấy động tĩnh, bình yên xuyên qua hồng quang. Đối mặt rễ cây xâm lấn, hồng quang vẫn như cũ nhẹ nhàng mà ổn định, cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng, đến mức toàn bộ quá trình nhìn rất là bình thản. Nhưng là, trong đó hung hiểm chỉ có hồng ảnh biết. Đơn rễ cây thăm dò vào hồng quang, liền điều hành vượt qua 50% sinh mệnh lực đến hộ giá hộ tống còn tốt tiếp xuống chỉ cần lợi dụng hỏa thụ ngân hoa thích ứng tính cắm rễ xuống dưới cũng không thành vấn đề hồng ảnh ánh mắt lấp lóe hỏa thụ ngân hoa không giống phi hành tòa thành hắc thạch sơn thuyền những cái này có được cường lực thủ đoạn công kích cỡ lớn di vật tại cái tiền đề này phía dưới hỏa thụ ngân hoa tính cơ động cao cùng có một ít đặc tính hồng ảnh nguyện y mạo hiểm cũng cùng hỏa thụ ngân hoa thích ứng đặc tính có quan hệ cái gọi là thích ứng chính là cắm rễ ở nơi nào đó sau đó tiêu tốn thời gian nhất định đến thích ứng các loại hoàn cảnh chỉ cần rễ cây có thể chống đỡ đến từ hồng quang áp lực, liền có thể thành công cắm rễ xuống tới, sau đó đem hồng quang xem như chất dinh dưỡng đến hấp thu, đây chính là hỏa thụ ngân hoa thích ứng tính. Rễ cây động tác nhu hòa xuyên qua hồng quang, chậm rãi vương hướng cây lá rậm rạp. Một lát sau, rễ cây thành công chạm đến lá cây, hồng ảnh lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thao túng đầu thứ hai rễ cây mò về hồng quang. Mỗi một đầu rễ cây đều cần điều hành 50% sinh mệnh lực đến hộ giá hộ tống, cũng chính là nói, có thể cắm rễ đi xuống rễ cây, nhiều lắm là chỉ có hai đầu. Có đầu thứ nhất rễ cây vết xe đổ, đầu thứ hai rễ cây thăm dò vào hồng quang quá trình đồng dạng thuận lợi, cuối cùng thành công chạm đến thế giới thụ lá cây, sau đó cùng lá cây quấn quyết lấy nhau. Thành công. Hồng ảnh hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua màn hình, xác nhận chung quanh không có những sinh vật khác, lúc này mới hơi yên tâm. Hiện tại, hỏa thụ ngân hoa cao nhất có thể nguyên chuyển vận xuất toàn đặt ở phi hành cùng hai đầu rễ cây bên trên, nếu là loại thời điểm này gặp phải công kích, cơ bản sẽ trong nháy mắt giải thể. Tám người thông qua màn hình nhìn thấy Hỏa Thụ Ngân Hoa thành công đem hai đầu rễ cây luồn vào tán cây bên trong, phản phất nhìn thấy có thể tiếp xúc đến thế giới thụ cơ hội. "Về sau ngươi muốn làm thế nào?" La đi vào hồng ảnh bên cạnh, lên tiếng hỏi thăm. "Chỉ cần Hỏa Thụ Ngân Hoa thành công cắm rễ, liền có thể bắt đầu hấp thu những cái kia sinh mệnh lực, sau đó các cái khác rễ cây lục tục vào sân, đưa ra một mảnh thuộc về Hỏa Thụ Ngân Hoa địa bàn." "Hỏa Thụ Ngân Hoa còn có loại năng lực này?" "Vâng, dù sao nó nguyên hình là cây." "Thì ra là thế." La nhẹ nhàng gật đầu, chính như Hồng Ảnh nói, hỏa thụ ngân hoa nguyên hình là cây, nếu là cây, liền trời sinh có được chiếm lấy địa bàn năng lực, lợi dụng trong lòng đất hạ lan tràn ra rễ cây, tới chiếm chung quanh nguồn nước hoặc cái khác chất dinh dưỡng. Khả năng cũng là bởi vì loại này đặc tính, khả năng giao phó hỏa thụ ngân hoa tại nguy hiểm hồng quang bên trong mở ra một chỗ địa bàn khả năng. Nghĩ tới đây, La Nhãn đáy chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Nguyên bản đều muốn từ bỏ, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ mà cũng qua. Dù là không thể xâm nhập tán cây nội bộ, chỉ ở bên ngoài đi dạo chơi, nhìn xem sờ sờ, La cũng sẽ rất thỏa mãn. La tại chờ mong, Kim bọn hắn cũng là như thế. Tất cả mọi người tại ngưng thần chú y trong màn hình tình huống, bên trong điều khiển bên trong yên tĩnh im ắng. Sau 30 phút, tràn tại bên trong điều khiển vách tường, trần nhà, trên sàn nhà thành đám rễ cây bổng ở giữa vũ ra một trận vui thích tiết tấu, vội vàng ở giữa, thậm chí dọa nít nhảy một cái. Tia sáng nguyên bản cũng không phải là rất sáng, nhiều như vậy rễ cây đột nhiên nhúc nhích, tựa như là từng đầu xúc tu tại chỗ tối tăm ngo ngoe muốn động giống như. Thành công cắm rễ. Hồng ảnh thở ra một hơi, không cần hắn hạ đạt chỉ lệnh, vậy thành công đâm vào tán cây bên trong rễ cây liền bắt đầu hấp thu hồng quang bên trong sinh mệnh lực. Sau đó, hồng ảnh phái ra đầu thứ ba rễ cây xâm lấn hồng quang, nhắm thẳng vào tán cây. Hỏa thụ ngân hoa rễ cây tổng cộng có 18 đầu, ngay từ đầu cắm rễ tốc độ rất chậm, nhưng đến tiếp sau sẽ dần dần tăng tốc. Nói cách khác, là kháng lấy hồng ảnh. Cơ bản không có vấn đề hồng ảnh cho ra xác thực trả lời. La không khỏi lộ ra nụ cười, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bị hồng quang bao phủ tán cây. Thật tình không biết, hắn đang nhìn tán cây, mà tán cây cũng đang nhìn hắn. Ước chừng 3 giờ sau, hỏa thụ ngân hoa tất cả rễ cây đều thành công đâm vào thế giới thụ tán cây bên trong, lấy thân phận mà nói, bọn chúng cùng là thực vật, mà lấy hiện chỗ lập trường mà nói, một phe là chân, một phương khác là đầu. Tình huống hiện tại, liền tương đương với hỏa thụ ngân hoa dùng chân dẫm tại thế giới thụ trên trán bởi vì liên quan đến địa phương cũng không phải là thế giới thụ rễ cây, cho nên hẳn là không cần lo lắng Hỏa Thụ Ngân Hoa sẽ bị thế giới thụ xem như chất dinh dưỡng hấp thu hết. Nếu là Hỏa Thụ Ngân Hoa từ thế giới thụ dưới đáy hạ thủ, lấy thế giới thụ cái kia có thể hấp thu dung nham làm thức ăn rễ cây, chắc chắn sẽ tại vừa đối mặt đem Hỏa Thụ Ngân Hoa đánh thành nhỏ bánh bánh. Theo Hỏa Thụ Ngân Hoa tất cả rễ cây đều thành công cắm rễ, kia tại trên tán cây tràn ngập không chừng nguy hiểm hồng quang, chính chậm rãi bị xé mở một con đường nhỏ lỗ hổng mà cái kia đạo lỗ hổng nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Ẩn thân tại tán cây bên trong cự nhãn nhìn thấy màn này, chẳng biết tại sao, nhưng không có ra mặt ngăn cản. Lấy nó năng lực, tại hỏa thụ ngân hoa cắm rễ tại trên tán cây thời điểm, nó liền có thể tại hồng quang bên trong đổ thêm dầu vào lửa, nháy mắt đem hỏa thụ ngân hoa phá hủy thành cặn bã. Nhưng nó không có làm như thế. Thân ở hỏa thụ ngân hoa nội bộ, là chỉ cho là khi người sống chớ nhập hồng quang là nguy hiểm nhất cửa ải, nhưng lại không biết tán cây nội bộ cất giấu một cái chân chính bốt, một cái thu thập vô số y thức mảnh vỡ sau đó hòa làm một thể, có thể xưng khó giải mập quái vật. Rễ cây vững vàng đâm vào trên tán cây, quay chung quanh ra, như là một cái vòng tròn trận, mà trong trận hồng quang đang bị hỏa thụ ngân hoa hấp thu. Lấy tốc độ như vậy, dùng không được vài phút, liền có thể khai thác ra một mảnh không có hồng quang địa bàn, mà nơi đó, cũng chính là một đạo thông hướng tán cây đột phá khẩu. Lỗ hổng mở ra, nhưng chuyến này, có thể là từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. La ánh mắt từ màn hình dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía các đội hữu. Chuyến này, không có khả năng toàn viên tất cả đi xuống, nói đúng ra, đủ tư cách đi xuống người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, tất nhiên cần phải để Hắc Miêu con hàng này đi theo. La nhẹ nhàng liếc mắt Hắc Miêu, cái sau toàn thân một cái giật mình. Chương 1357, lấy không hết. Hỏa thụ ngân hoa dùng rễ cây tại hồng quang bên trong khai thác ra một mảnh khu vực an toàn, mà hỏa thụ ngân hoa quyền khống chế tại hồng ảnh trong tay, chỉ cần hồng ảnh nguyện y, tùy thời đều có thể thu hồi rễ cây, để hồng quang lỗ hổng trước tiên khôi phục lại. Cho nên, La không có khả năng động viên toàn bộ đội ngũ cùng một chỗ xuống dưới, mà lại, Hắc Miêu phải cùng. Hiện tại Hắc Miêu là thủ vệ nhất tộc tương lai, có Hắc Miêu cùng theo xuống dưới, Hồng Ảnh liền sẽ không làm loạn. Tóm lại, tâm phòng bị người không thể không. Hắc Miêu, cô, Kim, Hồng Châu, Sidaji, các ngươi năm cái cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. La lúc nói chuyện, ánh mắt nhắm thẳng vào Hắc Miêu. Tại La kháng tới thời điểm, Hắc Miêu liền nghĩ đến kết quả, có điều, cho dù hắn bây giờ có được cự tuyệt tư bản, cũng sẽ không về cự la mệnh lệnh, nhưng vấn đề ở chỗ. Hắc Miêu mở to mắt bạc, thận trọng nói, cô coi như xong đi, năng lực của nàng loại hình cùng ta không sai biệt lắm. Ta cũng đi. Không đợi La đáp lời, cô trước hết một bước ném ra ngoài tuyên bố. Nói xong, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hắc Miêu, chợt nhìn hướng La. Được. Đón lấy cô nhìn sang bình tĩnh ánh mắt, La nhẹ nhàng gật đầu. Đã bản thân đều đồng ý cũng không cần phải hỏi đến hắc miêu ý kiến trơ mắt nhìn xem cô xung phong nhận việc lại trơ mắt nhìn xem la đáp ứng hắc miêu chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi không thôi hắn từ đáy lòng không hy vọng cô đi xử lý nhiệm vụ nguy hiểm huống chi cô hiện tại có thai đáng buồn ai chính là hắn làm nam sĩ ở gia đình bên trong địa vị rất là đáng lo liền sự tình các loại quyết định bên trên khẳng định là không lay chuyển được lẩm bẩm ta mở ra đường đuổi theo quyết định tốt đội viên về sau la cũng không làm phiền mạnh mẽ vang dội trực tiếp đi hướng tổng cái thứ nhất đuổi theo La, là Thu Thu. Mặc dù La không có điểm tên của nàng, nhưng làm hiệp đồng hình binh khí, bản thân liền là cùng chủ nhân một thể. Hồng Châu cũng nhận La vì chủ nhân, coi như La để nàng đi chết, nàng lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, huống chi là theo chân đội ngũ tiến vào hồng quang nơi bao bọc trên tán cây. Sidaji tính tình trong trẻo lạnh lùng, mỗi lần để nàng làm cái gì, cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt, cũng chưa từng cân nhắc qua nguy hiểm, về phần kim, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Machi cùng la mấy người thật muốn đi, nhưng các nàng có tự mình hiểu lấy mà uvogin bọn người đối thăm dò thế giới thụ không có gì hứng thú nếu như là chiến đấu bọn hắn đoán chừng sẽ xông vào phía trước mà trong đội ngũ muốn đi nhất người là lão bạch cùng nít nhưng bọn hắn không phải là nhân viên chiến đấu không có trúng tuyển tư bản lâm thời chỉ điểm tốt đội ngũ cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú rời đi bên trong điều khiển từ la thượng đế chi thủ mở ra đường tiểu đội từng tầng từng tầng hướng xuống thông suốt rất nhanh tiểu đội liền đến đến hỏa thụ ngân hoa dưới đáy là đứng tại một mặt rễ cây ràng mà thành vách tường trước, thúc đẩy niệm lực, cắt ra một cái lối đi. Bỗng nhiên, uy áp 10 phần khí tức khủng bố như cuồng phong, từ các cửa thông đạo chen chúc mà vào, hung hăng nhào vào đám người trên thân. Đối với cái này, đám người đã sớm chuẩn bị, trầm mặt kháng trụ đến từ Hồng quan khí tức. Dù cho có rễ cây khai thác ra một đạo lỗ hổng, cũng vô pháp phong bế ở Hồng quan phát tán khí tức nguy hiểm. Nếu như ý chí không đủ cường đại, đối mặt gần trong gan tất khí tức khủng bố, chỉ sợ liền đứng vững cũng là một cái vấn đề thật sự là cho lực a kim phản phất không biết sợ hãi là cái gì hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bên ngoài chính lấy các loại hình dạng chậm rãi phiêu đảng hồng quang đồng thời ở trong lòng yên lặng hồi tưởng đến lục đại lục gốc kia thế giới thụ cây giống quả nhiên ấu thể cùng hoàn toàn thể không có chút nào khả năng so sánh lục đại lục thế giới thụ cây giống chỉ có tại chạm đến thân cây thời điểm khả năng mơ hồ cảm nhận được sinh mệnh lực mà lục địa tối thế giới thụ cho dù là cách xa xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mênh mông sinh mệnh khí tức cũng tỷ như hiện tại cách hồng quang gần như thế, mặc dù 10 phần nguy hiểm, nhưng có loại ở đây hít một hơi liền có thể tăng thọ 10 năm cảm giác. Không thể phân tán, cũng không cần cách quá xa. La nhắc nhở một câu, chợt một ngựa đi đầu đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Hồng Châu bước nhanh vọt tới La phía trước, hàm hồ nói, ta đi trước. Tại nào bởi vì sức tưởng tượng mất khống chế mà sinh trưởng ra phản vệ chi vật trong khoảng thời gian này, Hồng Châu tại Bruna thiết thân dạy bảo dưới, đại khái nắm giữ tiếng thông dụng, muốn nói chuyện vẫn là có chút phí sức, nhưng nghe lực không có vấn đề gì. La Kháng lấy Hồng Châu kia bị khoáng thạch nơi bao bọc hơn phân nửa khuôn mặt, trầm mặt nửa ngày, gật đầu nói, được. Hắn không có cự tuyệt Hồng Châu chủ động xin đi, dù sao liền lực phòng ngự mà nói, Hồng Châu ở phương diện này thắng hắn, mà hắn cũng có thể tùy thời dùng lĩnh vực đến yểm hộ Hồng Châu. Thấy La đồng y, Hồng Châu kia bị khoáng thạch bao trùm gương mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, việc nhân đức không nhường ai đi đến đội ngũ đằng trước. La thấy thế bước nhanh đuổi theo, những người khác cũng là như thế. Đám người lục tục rời đi hỏa thụ ngân hoa, dẫm lên trên tán cây, lá cây có chút hạ xuống, so trong tưởng tượng còn bền hơn rất. Chung quanh, đứng lặng lấy hỏa thụ ngân hoa đâm xuống đến rễ cây, giống như là đem nơi này quay lại hàng rào. Kim ngồi sổng xuống, dò xét thế giới thụ lá cây, xanh điên biết, đường vân phổ thông, nhưng diện tích rất lớn, nhìn ra vượt qua 50 bình phương, mà lại lá cây số lượng rất nhiều, trong đó có lớn có nhỏ. Vương tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ phiến lá, từng đợt bồng bột sinh mệnh lực lập tức phản hồi đến lòng bàn tay. Liền một mảnh lá cây đều bất phàm như thế. Kim nhãn bên trong lướt qua một vòng vẽ kinh ngạc, nghĩ thầm tách ra vài miếng lá cây về bốn chiều chung cư, sau đó ném đến nuôi dưỡng khu nội đương làm phân bón, nói không chính xác có thể tăng tốc lúa nitro thành thuộc chu kỳ. Suy. Kim trong đầu vừa toát ra rất nhiều suy nghĩ, liền nghe được lá cây bị kéo xuống thanh âm, theo tiếng nhìn lại, lại là la đã động thủ kéo xuống một mảnh thế giới thụ lá cây, không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn xem la đã biến thành hành động, Kim mi đầu chớp chớp, không lời nào để nói. Phát giác được Kim nhìn sang ánh mắt, la chân thành nói, Cây này lá là đồ tốt, tạm thời còn không biết ăn có hiệu quả gì, nhưng tối thiểu nhất có thể làm làm lúa nitro phân bón, mặt khác, ném đến kinh hỉ ma hạt bên trong cường hóa hợp thành, có thể có thế gia tăng hương thảo cùng đốt tiên thảo hàng tồn lượng. Bạch Yên tự thể không có cho ra giám định tin tức, nhưng về sau có thể lấy về để xây la niệm thú tiểu ái giám định. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Kim cười cười, hắn có thể nghĩ tới sự tình, la cơ vốn cũng có thể nghĩ đến, đồng thời so hắn nghĩ tới còn xa hơn. Cường hóa hợp thành à, Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu mắt nhìn lấy không hết thế giới thụ lá cây. Nơi này thật đúng là. Có thể xưng vô hạn bảo khố A. Đội ngũ thăm dò con đường mới bước ra bước đầu tiên, liền bắt đầu tại hái lá tử. La ý thức được lá cây có thật nhiều công dụng, cũng không vội mà xâm nhập, nghĩ đến trước hái trên trăm đến phiến lá cây đi, dù sao chê ít. Tại la hái lá tử thời điểm, hắc miêu cũng không có sợ hãi xé một mảnh bắt đầu ăn. Khi là hắc miêu thói quen hành vi tình du cờ, nhưng không có ý thức được mình đã không phải niệm thú, nếu như bị hạ độc cơ hờ tết, thế nhưng là không có phục sinh cơ hội. Ừm. Mấy ngụm nuốt vào cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lá cây, hắc miêu mắt bạc ánh sáng nhạt lấp lóe, phản phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Cây này lá. Hắc miêu không nói hai lời ghé vào trên phiến lá, vùi đầu chính là một miệng lớn xuống dưới, ăn đến say sưa ngon lành. Khi tướng ăn, rơi vào bên trong điều khiển bên trong nít trong mắt, trừ ao ước chính là đố kỵ. Chương 1358, giới tuyến vỡ ra. Tại nuốt vào cái thứ nhất lá cây thời điểm, Hắc Miêu trừ kinh hỉ, vẫn là kinh hỉ. Làm Hắc Miêu vẫn là la niệm thú lúc, năng lực đặc tính một trong là niệm lực trữ tiền bình, chỉ cần thượng đế chi thủ sách vỡ mỗi cướp mất 100 trang, Hắc Miêu liền có thể từ la nơi đó cướp đoạt đến 50% tiềm ẩn khí lượng. Chỉ cần la tiềm ẩn khí lượng càng nhiều, mỗi một lần có khả năng cướp đoạt khí lượng cũng sẽ tương ứng biến nhiều. Ở chung nhiều năm như vậy, Hắc Miêu cũng giấu một bút không tính tiểu nhân tiền riêng, niệm lực tổng số. Chỉ là, khi hắn từ la năng lực hệ thống bên trong phân diễn sau khi ra ngoài, Thân là niệm thú lúc đặt tính lại bị giữ lại, nói cách khác, hắn mặc dù trở thành độc lập cá thể, lại không thể như bình thường niệm năng lực giả như thế, dùng hết tiềm ẩn khí lượng sau đó nghỉ ngơi một ngày liền có thể đều khôi phục. Hắn hôm nay vẫn là dùng xong bao nhiêu niệm lực, tiết kiệm tiền bình bên trong niệm lực liền sẽ ít đi bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn ý thức được nuốt thế giới thụ lá cây có thể gia tăng tiết kiệm tiền bình bên trong niệm lực, sao có thể không kinh hỉ. Không có hướng cô trình bày nguyên nhân, Hắc Miêu thừa dịp la tại hái lá tử, cũng là vùi đầu gặm lấy gặm để tranh thủ đem tiết kiệm tiền bình lấp đầy. Là có chú ý tới hát miêu tướng ăn, cũng không nghĩ quá nhiều, chuyên tâm hái lấy lá cây, để bạch cẩu cùng Hồng Châu trước chiếu kháng. Bạch cẩu không có hắc miêu vốn có không gian năng lực, là trước mắt khá là phiền toái một sự kiện. Nhưng là, là cũng không sốt ruột, căn cứ năng lực bên trên nhu cầu, sớm muộn cũng có thế tại bạch cẩu trên thân khai phát ra cùng loại hát miêu không gian năng lực, mặt khác bố trí tại hắc miêu không gian bên trong vật phẩm vẫn chưa hoàn thành chuyển di cùng giao tiếp những chuyện này đều cần hao chút tinh lực đi xử lý dưới mắt khẳng định là không kịp, cho nên hiện tại hái xuống lá cây, về sau đều muốn nhét vào hắc miêu không gian bên trong, để hắn thay đảm bảo. Thế giới thụ lá cây nhiều không kể xiết, la đợi tại một chỗ, không ngừng hướng phía dưới đào, chỉ chốc lát thời gian liền hái được mấy chục phiến lá cây, sau đó dừng tay. Bởi vì, lại hướng xuống địa phương đã tràn ngập một tầng hồng quang, lại tùy tiện đưa tay, sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Chiều sâu là một mét ra mặt sao. Xem ra rễ cây cuốn lại cũng không sâu. La cẩn thận quan sát đến như giọt sương tại trên phiến lá trượt đến đi vòng quanh hồng quang, thấp giọng thở dài, cảm thấy thật sâu bất lực. Đây là một tầng hắn vô luận như thế nào đều đâm không phá màn. La quay người, chuẩn bị đi những vị trí khác lại hái trước mấy chục phiến lá cây, sau đó đi chung quanh nhìn xem tình huống. Tại hắn lúc xoay người, kia tại trên phiến lá tràn ngập hồng quang lặng yên ở giữa biến thành nhỏ mảnh nhỏ xúc tu, chậm rãi tiếp cận La phía sau lưng, tự hồ là đang chần chờ, chợt lại từ từ thu hồi lại. La lực chú ý tại địa phương khác, mà hồng châu lực chú y tại la trên thân đều là không có chú y tới kia biến thành nhỏ mảnh xúc tu hồng Quang, dù sao hồng quan hình thái khó lường rất khó phân biệt ra được trong đó khác biệt la trở lại phía trên tiếp tục hái lấy lá cây chỉ chốc lát thời gian liền lấy xuống trăm tấm lá cây cũng liền tạm thời dừng tay hắc miêu tới đây một chút la đem hái xuống lá cây giao cho hắc miêu đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng ăn vụng hắc miêu đọc hiểu la ánh mắt biểu môi không nói nơi này lá cây lấy không hết cái kia cần phải ăn vụng hắn một hơi đem chừng trăm phiến lá cây nuốt vào trong bụng không gian sau đó tiếp tục đào lấy lá cây bắt đầu ăn chỉ cần lại cố gắng một chút liền có thể lấp đầy trữ tiền bình la hái xong lá cây về sau liếc qua móc ra hai cái hố nhỏ lập tức đi đến hỏa thụ ngân hoa rễ cây trước đứng tại kim bên cạnh khoảng cách gần nhìn xem rễ cây bên ngoài như cực quan sinh mệnh năng lượng hồng châu liền cùng bảo tiêu canh giữ ở la bên cạnh mấy người đánh giá rễ cây bên ngoài sinh mệnh năng lượng cũng chỉ có dữ dội như bọn hắn khả năng tại khoảng cách gần như vậy hạ đứng vững sinh mệnh năng lượng uy ác trước đó phán đoán là chính xác la tại trong lòng lặng yên suy nghĩ cách càng gần liền có thể càng minh bạch hồng quang khủng bố đơn nhất phiến lá cây ở giữa ngậm không ít sinh mệnh năng lượng mà những cái này hồng quang hẳn là từ mỗi một phiến trong lá cây chỗ thẩm thấu ra sinh mệnh năng lượng liền cùng năng lực giả mở ra tinh lỗ phóng xuất ra niệm lực là đạo ly giống nhau sau đó chỉ cần đem lá cây số lượng suy xét đi vào phải biết liền lấy uvogin làm ví dụ chỉ cần tùy y niệm lực từ tinh lỗ tiết lộ ra ngoài, chỉ bằng vào khí tràng, liền có thể cách không tại nham thạch bên trên rung ra vết rách, mà người bình thường chạm đến hẳn phải cơ hờ kết. Từ thế giới thụ mở ra tinh lỗ chỗ phóng xuất ra niệm lực, cũng chính là bao trùng tại trên tán cây hồng quang, chẳng khác nào là hiện đang dẫn lượng tăng cường gấp mấy trăm lần, thậm chí cả hơn ngàn lần u mà la bọn hắn chẳng khác nào là một nhân loại bình thường. Bởi vậy làm tương tự, có thể tưởng tượng ra vượt qua hồng quang hoàn cảnh độ khó. La cúi đầu nhìn xem dưới chân lá cây, rõ ràng tiến vào tán cây nội bộ khả năng cơ hồ là số không. Đã như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ thăm dò suy nghĩ, ngược lại tranh thủ từ thế giới thụ bên trên lấy chút chỗ tốt, mà dưới mắt có thể cầm tới chỗ tốt, cũng chỉ có thế giới thụ lá cây. Nhiều không nói, liền hỏa thụ ngân hoa rễ cây đưa ra mở đất ra mảnh này khu vực an toàn bên trong lá cây, là dự định toàn bộ lấy đi. Kim mắt nhìn trong trầm tư la, thở dài, xem ra, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể ở đây hái điểm lá cây. Làm la tại đào lá cây thời điểm, hắn ngay ở chỗ này quan sát hồi lâu, đối với hồng quang khủng bố, cũng có xâm nhập hiểu rõ. Từng. La bất đắc dĩ cười một tiếng. Lục địa tối có nhiều như vậy nhân loại không cách nào tiến vào tử vực, mà thế giới thụ sẽ là trong đó một cái tử vực, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhiều lắm là chỉ có thể làm được loại trình độ này. La cảm khái một câu, lập tức tay hái lên lá cây. Hắn thấy, lá cây có được 10 phần rộng thấp tác dụng, có thể hái bao nhiêu, liền hái bao nhiêu, dù sao sẽ không thua thiệt. Không cách nào tiến vào tán cây nội bộ, Kim rất là tiếc núi. Nhưng nhân sinh trên đường kiểu gì cũng sẽ gặp được chuyện không như y, giống hắn đã từng bởi vì thủ tục cùng tư cách vấn đề dừng bước tại vài chỗ di tích lối vào trước. Hắn khẽ lắc đầu, ném rơi tiếc núi, đi hỗ trợ la hái lá cây. Tại bọn hắn chỗ không nhìn thấy hồng quang bên trong, Cự nhãn y thức ngay tại dòng nó bọn hắn. Vừa rồi, Cự nhãn y thức muốn đem ngay tại hái lá cây la đồng hóa rơi, nhưng là la trên người bóng tối, cũng chính là không biết tin tức quá nhiều, đến cuối cùng để Cự nhãn y thức lùi bước nếu không phải là bởi vì kia muốn thăm dò hết thảy mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cự nhãn ý thức đã sớm phá hủy đi la cái này không ổn định nhân tố. Đối với la hái lá cây cử động, cự nhãn ý thức căn bản không quan tâm. Hiện tại, nó đang suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào? Là thỏa mãn mình thăm dò lòng hiếu kỳ, hoặc là phá hủy không ổn định nhân tố. Lúc này, la cũng không có ý thức được nguy hiểm, nếu là tròn có thể xuyên qua hồng quang, có lẽ hắn đã sớm phát giác được cự nhãn ý thức tồn tại. Bóp cơ hờ kết. Cuối cùng, cự nhãn ý thức vẫn là làm ra bóp cơ hờ kết rơi không ổn định nhân tố quyết định hỗn hợp rất nhiều mảnh vỡ ý thức dạng dung hợp bên trong lộ ra một cổ sát y ngay tại cự nhãn ý thức chuẩn bị động thủ thời điểm một chỗ trọng yếu thăm dò điểm truyền đến tin tức phản hồi nó ngơ ngác một chút không chút do dự đem ý thức hình chiếu đến truyền đến tin tức phản hồi thăm dò điểm hắc ám mà băng lãnh biển sâu không cách nào bị nhìn thấy con mắt đột ngột hiện thân tại dưới biển sâu mặt hướng phía trước một chỗ tại trên thềm lục địa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất vách đá lại là thế giới chi rắn mobi út thân thể mà lúc này thềm lục địa chấn động kịch liệt như trường thành vách đá phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách to lớn giới tuyến vỡ ra rồi con mắt lấy tỉnh mịch chi tư hoành đứng ở rung chuyển không chỉ dưới biển sâu trầm mặt mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên khe hở càng đổi càng nhiều vách đá kia là mobi út rắn thân thể cũng đại biểu cho lục địa tối cùng lục đại lục ở giữa giới tuyến hiện tại giới tuyến ngay tại vỡ ra về phần nguyên nhân chương một nghìn ba trăm năm mươi chín lỗ hổng lục địa tối bất luận một loại nào tai nạn cơ bản đều có được hủy diệt lục đại lục khả năng cũng chính là nói lục địa tối như nghĩ ảnh hưởng đến lục đại lục thậm chí phá hủy lục đại lục cũng chỉ chính là động động ngón tay sự tình nhưng là vô số năm qua lục địa tối bên trên chỗ tồn tại các loại nguy hiểm thừa số chưa hề chân chính ảnh hưởng qua lục đại lục lấy một thí dụ hắc ám hải vực bên trong cự hình biển sâu ma thú cũng không so trên lục địa ít nhưng chúng nó chưa hề vượt qua hải vực biên giới tuyến đi hướng lục đại lục thế giới hải vực nếu có một đầu cự hình biển sâu ma thú xâm nhập lục đại lục hải vực không nói là nham đảo cô loại cấp bậc kia cho dù là cửu đầu điểu cấp bậc cũng có thế đối lục đại lục từng cái quốc gia hải quyền tạo thành cực lớn ảnh hưởng trước kia từng tại ác ma đảo thả ra tăng trưởng hình tai nạn nếu không phải là cung cấp giải quyết mạch suy nghĩ lấy độ hàng cục ngay lúc đó ứng đối năng lực chỉ sợ chỉ có thể đem tai nạn hạn chế tại trên đảo ác ma mà không cách nào giải quyết hết căn nguyên cái này chính là lục đại lục ứng đối lục địa tối không còn chút sức lực nào chỗ chớ nói chi là trước mắt tất giữ trong độ hàng cục dưới mặt đất các loại còn không có giải quyết mạch suy nghĩ tai nạn. Có thể dự đoán đến, một khi lục đại lục hải vực bị đến từ hắc ám hải vực cự hình biển sâu ma thú xâm lấn, nhân loại liền mơ tưởng ra biển, cũng không có cách nào từ trong hải dương cướp đoạt đến đủ nhiều tài nguyên. Một đầu còn tốt, nhưng là năm đầu, 10 đầu, thậm chí nhiều hơn đầu đâu. Loại này tồn tại khả năng dự đoán, cũng là V5 chủ trương không thể xâm phạm lục địa tối nguyên nhân chỗ, chỉ có điều, nhân loại đối với tài nguyên bức thiết nhu cầu cuối cùng vẫn là sẽ khiêu động mở ra chiếc hộp Pandora dê xê vọng. May mắn, nhân loại nhiều lần tại biên giới bên trên thăm dò cũng không có dẫn tới quá xấu hậu quả. Như vậy, vì cái gì hắc ám hải vực cự hình biển sâu ma thú chưa hề đặt chân qua lục đại lục nhân loại hải vực. Nguyên nhân ở chỗ mobi út trắng dùng thân thể bàn ra một đạo liền biển sâu cự hình ma thú đều không thể vượt qua tường thành, thủ ra một đầu để lục đại lục cùng lục địa tối không có cách nào hổ thông giới tuyến. Mà bây giờ, làm giới tuyến tường thành lại xuất hiện khe hở cái này tại cự nhãn xem ra cũng không phải là một chuyện tốt nhưng cũng không phải chính là một chuyện xấu ý thức của nó hình chiếu không có cách nào vương hướng lục đại lục chỗ khu vực mà lục đại lục cùng lục địa tối thủ giới nhiệm vụ cùng nó không có nửa xu quan hệ cho nên tại thăm dò đến mobi út trắng thân thể xảy ra vấn đề lúc nó cũng chỉ là bình tĩnh mà trầm mặc ở một bên quan sát sau đó thăm dò bản năng biết sai khiến lấy nó đi thăm dò nguyên nhân ánh mắt từ nứt toát trên vách đá dịch chuyển khỏi có chút khuynh hướng một phương nhìn về phía đen nhánh mà băng lãnh phương xa trắng có đầu có đuôi nhưng mobi út trắng đầu đuôi đụng vào nhau tập trung ở nào đó một chỗ vị trí cự nhãn hy vọng hướng phương hướng chính là mobi út trắng đầu đuôi đụng vào nhau chỗ im hơi lặng tiếng ở giữa đứng im bất động con mắt dần dần hư hóa một lát sau biến mất một giây sau cự nhãn xuất hiện tại mobi út đầu rắn đuôi nơi ở vẫn như cũ là cao ngất nham tường khác biệt chính là nơi này nham tường hướng ra phía ngoài đột xuất một mảnh ẩn hiện to lớn đầu rắn hình dáng đầu rắn phía trên trái phải hai nơi lóe ra một chút ánh sáng nhạt giống như là ảm đạm tinh quang Cự nhãn nhìn xem đầu rắn bên trên ánh sáng nhạt biết kia là mobi út trắng con mắt ngưng thần xem xét kia con mắt vô thần xác nhận mất đi ý thức hay là ngủ say rồi im ắng trong trầm mặt, cự nhãn ánh mắt hướng phía dưới chết đi rơi vào một bản đứng tại trên thềm lục địa cánh cửa lớn nhỏ sách vở chữa trị giả yên lặng đọc lên kia sách vở thân phận Cự nhãn rất rõ ràng chữa trị giả cùng mobi út trắng quan hệ trong đó cho nên khi mobi út trắng xảy ra vấn đề thời điểm chữa trị giả sẽ ở đây cũng là bình thường nó ngay tại một bên yên lặng quan sát đến mà chữa trị giả không nhìn thấy cự nhãn đứng tại nham tường trước đó không nhúc nhích lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang hồi lâu sau cự nhãn hỗn hợp trong ý thức xuất hiện một tia không kiên nhẫn nó cần đạt được một chút tin tức hoặc là manh mối nhưng như thế rằng co nữa không phải nó mong muốn mà lại không vui lòng lãng phí quá nhiều lực lượng đi thăm dò mobi út trắng tình huống loại này vừa đi vừa về kéo co giống như chần chờ không quyết để nó phi thường khó chịu nhưng đây cũng là thân là hỗn hợp ý thức thể tệ nạn chỗ nghiêm túc cân nhắc qua được mất về sau cự nhãn cuối cùng kìm nén không được thiên tính vận dụng thu thập mà đến sức tưởng tượng mảnh vỡ chỗ tạo thành lực lượng đối mất đi ý thức mobi út trắng sử dụng thăm dò năng lực bỗng nhiên cự nhãn con ngươi nổi lên hiện ra hào quang chói sáng trong chớp mắt liền chiếu sáng đen nhánh biển sâu nhưng mà dù cho quan mang kia lóa mắt mà chói mắt tại trong biển sâu tồn tại cảm phá trần chung quanh thậm chí cả xa xa chữa trị giả cùng biển sâu sinh vật, lại phản phất không nhìn thấy quan mang kia, không bị ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một lát sau, tia sáng kiềm chế, tập trung ở cự nhãn con ngươi bên trên, chợt hóa thành một vài bức động thái hình tượng. Trong tấm hình, có tại biển sâu sinh tồn loại người, cũng có trên đất bằng sinh tồn loại người, cùng không bị quản chế hẹn các loại tai nạn. Tại trong con mắt thay nhau hình tượng biến mất về sau, chuyển hóa thành tin tức tồn tại ở trong ý thức. Nguyên lai, like, là biển sâu loại người cùng trên lục địa loại người liên thủ đem một loại tai nạn đưa vào mô bi út trắng trong cơ thể, đồng thời còn lợi dụng một chi từ lục đại lục mà đến nhân loại đội ngũ, đem bí ẩn tính cực mạnh một loại nào đó tai nạn đặt ở chi kia nhân loại đội ngũ trên thân, dùng cái này đi phá hư quy tắc, từ đó mở ra mô bi út thân rắn bên trên cái nào đó lỗ hổng. Không cách nào tu bổ. Cự nhãn sửa sang lại sử dụng thăm dò năng lực sở được đến tin tức, y thức được mô bi út rắn cùng chữa trị giả chỗ cấu trúc ra tới giới tuyến đã khó mà duy trì được một khi giới tuyến chỗ xuất hiện lỗ hổng càng lúc càng lớn lục địa tối một ít cỡ lớn giống loài liền sẽ xâm lấn lục đại lục chỉ cần cự nhãn nguyện y tỉnh lại mobi út trắng y thức đồng thời giúp mobi út trắng giải quyết kia ngay tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá tai nạn cùng chữa trị tại vô số chỗ địa phương vỡ ra lỗ hổng cũng chỉ là động một cái suy nghĩ sự tình nhưng mà cự nhãn lại không có ý định đi ngăn chặn dần dần nghiêm trọng tình thế xét đến cùng chuyện này không có quan hệ gì với nó mấu chốt nhất chính là Lục Đại Lục là nó không có cách nào thăm dò khu vực đã không phải địa bàn của nó, lại có cái gì nghĩa vụ đi quản lý? Cứ việc quyết định khoanh tay đứng nhìn, Cự Nhãn vẫn là lựa chọn đem chủ thể y thức lưu tại biển sâu, thời khắc chú y mobi út trắng cùng cái kia chữa trị giả tình huống. Có lẽ mấy ngày, mấy tuần, hoặc là sau mấy tháng, mobi út trắng lấy thân thể chỗ quay lại tường vây sẽ tan nát thành phế tích, lại hoặc là gian nan kháng trụ, nhưng lỗ hổng tất nhiên là không chận nổi. Vô luận cuối cùng sẽ nên đón kết quả như thế nào, Cự Nhãn đều sẽ lưu tại nơi này nhìn từ đầu tới đuôi. Thế giới thụ. Nguy hiểm gặp thoáng qua, là nhất người đi đường nhưng không có ý thức được. Tràn ngập tại thế giới thụ chi diệt bên trong hồng quang là một đạo không cách nào đột phá màn ngăn, để la bọn hắn dừng bước không tiến, cũng bóp cờ hờ, kết rơi bọn hắn muốn thăm dò nội bộ y nghĩ. Không thể làm gì phía dưới, la chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở hái trên phiến lá. Vì không một chuyến tay không, khẳng định là có thể hái bao nhiêu liền hái bao nhiêu. Tại hỏa thụ ngân hoa khai thác ra đến khu vực an toàn bên trong, đám người phân tán bận rộn không sai biệt lắm. La kháng mắt bị bọn hắn móc ra lỗ hổng. Chương 1360, dục vọng hiển giống chi vật. Khu vực an toàn bên trong lá cây bị hái không còn, về sau muốn tiếp tục hái lá tử, liền phải để hỏa thụ ngân hoa đem rễ cây chuyển đến những vị trí khác, tiếp tục khai thác ra một mảnh mới khu vực an toàn. La có nhiều thời gian, cũng liền không nhất thời vội vã, dẫn tiểu đội trở về hỏa thụ ngân hoa nội bộ. Mặc dù lá cây ẩn chứa phong phú sinh mệnh năng lượng, nhưng có thể hay không thích đáng bảo tồn lại vẫn là một cái ẩn số cho nên, tại làm rõ chuyện này trước, tạm thời không cần hái quá nhiều. Đội ngũ trở lại bên trong điều khiển bên trong, lấy lão bạch cầm đầu các đội hữu ngay lập tức dựa đi tới. Nhanh, để ta sờ sờ lá cây. Lão bạch duỗi ra hai tay đè lại la bả vai, một mặt đói khát khó nhịn. Một bên, nếp biểu hiện được coi như khắc chế, nhưng nước bọt đã chảy ra. Tỉnh táo, tỉnh táo. La bị lão bạch cử động giật nảy mình. Lão bạch chê cười thu tay lại, ngược lại chờ mong nhìn xem la hắn đến lục địa tối chính là vì tìm kiếm đỉnh cấp mùi thuốc lá vật liệu, nhưng một đường đi tới, thu hoạch có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thế giới thụ lá cây có thể sẽ trở thành hắn chí bảo. La Ly giải lão bạch kích động, liếc qua nước bọt ào ào lưu nít, bật cười một tiếng, chợt ra hiệu Hắc Miêu lấy ra thế giới thụ lá cây. Toàn bộ. Hắc Miêu hỏi. Ngươi cảm thấy nơi này chứa nổi sao? La Kháng trong mắt điều khiển diện tích, hỏi ngược một câu. Hắc Miêu nghe vậy nhếch miệng, yên lặng từ không gian bên trong lấy ra mấy chục phiến lá cây xanh biên biết phiến lá chất đống trên mặt đất tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức nhìn thấy lá cây lão bạch ngay lập tức bổ nhào qua lấy đi một mảnh lá cây quay người liền hết sức chăm chú nghiên cứu nếu như có thể làm mùi thuốc lá vật liệu vậy hắn chuyến này xem như phát nếp còn có thế khống chế được nổi mình hít một hơi thật sâu không khỏi lộ ra vẻ mặt say mê từ trong mồm chảy xuống nước bọt càng đổi càng nhiều nhìn qua giống như ăn thật ngon người nói lời này lại không phải nít mà là bu ha làm ăn thịt chủ nghĩa người buha rất hiếm thấy bị thế giới thụ lá cây bề ngoài câu lên muốn ăn có trị bách bệnh hương thảo cùng gia tăng tuổi thọ lúa nitro vết xe đổ những người khác đối với mấy cái này lá cây tràn ngập tò mò trái lại thủ vệ nhất tộc ở một bên trong mà thèm nhìn xem bọn hắn đối với sinh mạng lực có chút mẫn cảm cũng dùng cái này đi kết luận đồ ăn hương vị xây la để tiểu ái giám định một chút lá cây la từ đó cầm lấy một mảnh lá cây dựng thẳng lên đến liền như là một mặt tường vách tường được rồi xây gật đầu điều khiển niệm lực cụ hiện hóa ra tiểu ái đồng học chật từ la trong tay tiếp nhận lá cây ngược lại đưa cho tiểu ái hồng học tiểu ái hé miệng đem mấy chục bình phương lớn lá cây nuốt vào đi sau đó bắt đầu giám định đám người cũng lục tục cầm lấy phiến lá tỉ mỉ quan sát như là nip uvogin buha mấy người thậm chí đã bắt đầu ăn nếu không phải tin tưởng nip làm thức ăn chay chủ nghĩa người sức phán đoán tại giám định kết quả ra tới trước la khẳng định sẽ ngăn cản bọn hắn gặm lá cây Cô mắt nhìn chung quanh trong mà thèm đồng tộc thành viên, hóa thành khói đen cuốn lên hơn phân nửa lá cây, lưu lại hai mảnh chuẩn bị cho nhi tử đại hắc, sau đó đem còn lại lá cây ném về đồng tộc. Thủ vệ nhất tộc thành viên cầm tới lá cây liền không kịp chờ đợi gặm lên, trong lá cây chất lỏng tưới vào trên đầu lưỡi, hỗn tạp nồng đậm sinh mệnh khí tức từ hầu đạo trượt vào trong bụng, lập tức liền để tinh thần phấn chấn. Lá cây số lượng rất sung túc, có thể tùy tiện tiêu xài. La đi vào bên trong khống đài, liền đứng tại hồng ảnh bên cạnh, ngửa đầu nhìn màn ảnh bên trong hình tượng hồng ảnh nghiêng đầu mắt nhìn la chợt thu hồi ánh mắt tr a xét hỏa thụ ngân hoa hấp thu tình huống rễ cây có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu thế giới thụ sinh mệnh năng lượng chỉ cần một hồi thời gian liền có thể hút đầy nhưng hút vào năng lượng cần loại bỏ cùng đồng hóa quá trình này chỗ tiêu tốn thời gian tương đối nhiều la trầm mặt nhìn màn ảnh hồng ảnh cũng không nói gì sau lưng đám người hoặc nghiên cứu lá cây hoặc dùng ăn cây náo nhiệt hồng châu làm loại người một viên từ trước đến nay nóng lòng bổ sung lượng lớn sinh mệnh lực đồ ăn mới hơn 10 giây thời gian, liền xử ly hai, ba mảnh lá cây. Mắt thấy lá cây còn thừa không nhiều, nàng liền nhìn xuống muốn ăn, cầm lấy một mảnh chạy đến la bên cạnh. Ăn. Hồng Châu dơ lá cây, tiến đến la trước người. La Vi hơi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hồng Châu, chần chờ nửa ngày, tiếp nhận lá cây, miễn cười nói, tạ ơn. Hắn kỳ thật không có gì khẩu vị, nhưng lại không nghĩ Phật Hồng Châu hảo y. Nghĩ nghĩ, đem lá cây xé mở, đưa một nửa cho Hồng Ảnh. Hồng Ảnh liếc mắt lá cây, cũng là không có tự tuyệt tiếp nhận lá cây lúc này liền bắt đầu ăn nhìn xem hồng ảnh tiếp nhận một nửa lá cây la lại đưa tay bên trong lá cây chia hai nửa đem một nửa đưa cho hồng châu cái sau hai mắt tỏa sáng mừng thấp khởi bắt đầu ăn la cười cười há miệng cắn xuống một mảnh lá cây vẫn là rất dày ước chừng mấy cm cắn một cái xuống dưới chất lỏng mang theo sinh mệnh khí tức tại khoang miệng nổ tung mang theo một tia mát mẻ có điểm giống bạc hà nhưng vị ngọt có đủ nồng đậm sinh mệnh lực thuận hầu đạo lưu nhập thể nội lúc trước chỗ tiêu hao niệm lực lập tức được bổ sung, tinh thần cũng biến thành càng tốt hơn, có một loại con mắt đột nhiên càng thêm thanh minh cảm thụ. So địa y hiệu quả còn tốt hơn. La Kháng nhìn trong tay lá cây, không hổ là thế giới thụ lá cây, có được như thế cường hãn hiệu quả, mấu chốt nhất chính là, lá cây số lượng đạt tới trình độ khủng bố, hơn nữa còn không biết có thể hay không gia tăng tuổi thọ. Nếu như có thế, vậy cái này lá cây. Gần như chính là ẩn chứa địa y, hương thảo, lúa nitro hiệu quả. Nếu là không khó bảo tồn, đem một nhóm lớn vận chuyển đến lục đại lục, tuyệt đối có thế gây nên sóng to gió lớn. La không kháng cự lá cây hương vị cùng cảm giác, rất nhanh liền ăn xong, mà trong cơ thể tiềm ẩn khí lượng cũng đã bổ đầy. Là thời điểm trở về. Lặng yên suy nghĩ kia bị hồng quang nghiêm mật bao trùm tán cây nội bộ, la tại suy xét đường về sự tình. Một đường mà đến trải qua nhiều như vậy, cũng cầm tới không ít thu hoạch, tăng thêm không có cách nào tiến vào thế giới thụ nội bộ thăm dò, cũng liền sinh ra trở về lục đại lục suy nghĩ. Mặc dù rất không cam tâm, la tại trong lòng than nhẹ một tiếng, muốn đi tán cây nội bộ tìm tòi hư thực suy nghĩ từ đầu đến cuối không có suy yếu qua. Có điều, có mạnh mẽ như vậy hồng quan tại, tán cây nội bộ hẳn không có sinh mạng thể, dù sao liền thân cây bên trên ma thú cũng cố y rời xa tán cây một khoảng cách, có thể tùy tiện nhìn ra bọn chúng đối với tán cây kiên kỵ. Chờ tiểu ái giám định kết quả ra tới, sau đó nghiên cứu một chút bảo tồn phương pháp, có thể mang đi bao nhiêu lá cây, liền mang đi bao nhiêu. La nhẹ nhàng xoa cầm, suy tư tiếp xuống hành trình cũng không biết đông bên kia là tình huống như thế nào luôn cảm thấy cần thiết đem thế giới thụ tình báo nói cho hắn nếu không trong đầu dự đoán ra don flip dốc hết sức bình sinh đi vào tán cây chỗ sau đó nhìn hồng quang dương mắt nhìn tình hình lục đại lục cá voi đảo gon nhà nắng gắt treo cao trong không khí tràn đầy nhiệt khí. lúc này trốn ở trong nhà gon mấy người lại trong lòng rét run bên ngoài những cái kia đến tột cùng là cái gì Gon ngồi dưới đất thất lối vào chỗ trong mắt ngậm lấy chưa tán sợ hãi quay đầu nhìn xem chính cao mày kilua mà aluka thanh tú động lòng người tựa tại kilua trên thân bỗng nhiên aluka trên mặt ngũ quan trở nên đen nhánh trống rỗng, lại là hoán đổi thành nanika nhân cách những vật kia là dây xê vọng hiện tượng chi vật